Sản phẩm tiếp theo em cũng giảm giá luôn bác A, đó là cái chai xịt chống thấm này, lên mã em sẽ là cái dạng chai xịt chống thấm nhá, nó là dạng chai xịt đấy nha bác nào hiện tại đang bị rột rễ thứ này, đấy, rồi những cái chỗ nào nó bị nứt nở tường thì bác mua cái lọ này về các bác xịt cho em nhá, mua về các bác xịt cho em. Đấy, thì lúc nào mà xịt thì các bác nhớ cho em là lắc đều, đấy, lắc đều, các bác lắc thật đều nhá, lắc thật đều, đấy, lắc thật đều sau đó các bác xịt này, đây em xịt thử các con này. Đấy nó là cái dạng keo quá nhá, dạng keo đây, dạng keo này như kiểu dạng keo sơn nhá. Đấy các bác xịt xịt trực tiếp vào cái chỗ nào mà nó bị nứt nở, chỗ nó bị thấm thế cái thứ là các bác vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó các bác xịt nhá. Và lưu ý em là các bác xịt trong cái điều kiện là thời tiết là nó nắng đấy, và nó khô ráo nhá, sạch sẽ nhá. Đấy thì các bác xịt thì nó mới phát huy được hết tác dụng của cái sản phẩm này đó. Thì cái lọ cái chai xịt chống thấm như này thì một chai này với dung tích là 450 ml đó, em báo giá luôn thì em đang gửi bác một cái chai xịt chống thấm như này với giá bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn bác chỉ có 40.000 thôi, 40k. Lên mã em sẽ là chai xịt chống thấm nhá, xịt chống thấm. Đấy, đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi. Đấy, chai xịt chống thấm nhá, 40k. Đó là dạng chai xịt nhá, xịt rất ok luôn. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, hôm nay em cũng giảm giá từng sản phẩm một luôn. Đấy, để các bác dễ mua đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đó thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất là hay. Đấy, một chai này là 400 nó là dạng chai xịt nhá. Đấy, về những chỗ nào nó bị nứt nở thứ rồi đấy thì các bác xịt trực tiếp vào nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào 40.000 một chai thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kìm chết này, con kìm chết nhá. Nhiều bác hỏi con mã kìm chết thì đây bên em đang có cái kìm chết của Filter, con này thì dùng quá uy tín luôn, cực kỳ cầm cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, tay cầm toàn bộ được bọc cao su chống trơn trượt cho em. Đấy, rất ok. Phần ngàm kìm này đấy, toàn bộ thì là thép CRV nhá, thép CRV siêu cứng cáp dây dẫn luôn. Đấy, siêu cáp dây dẫn. Đó, kìm rất ok. Xoáy siếc trơn tru ngon lành nhá. Đấy, khóa hãm xoáy siếc trơn tru ngon lành luôn. Con này thì giá bình dân hạt rẻ. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình nhá. Anh em thợ thuyền dùng con này thì ok luôn. Giá hiện tại em đang gửi bác một cái cây kìm chết của Filter nhá. Giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã em sẽ cái cây kìm chết nhá. Kìm chết này hàng hãng nhá nhá, chứ không phải hàng linh tinh đâu. Đây là hàng Filter hàng hãng này. Filter là một trong những thương hiệu chuyên về đồ gia dụng nhá. Đấy, chuyên về đồ xin lỗi bác, chuyên về đồ kim khí, đồ sửa chữa cho anh em thợ thuyền. Đấy, hàng của Filter nhá. Đấy, nguyên hộp nguyên vỉ luôn. Đó, lên mã em sẽ cái cây kìm chết Filter. Kìm chết nhá. Kìm chết này thì bên em đang gửi bác giá bình dân chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một cây kìm chết Filter này. Đấy, bán khá là nhiều rồi mà giá nó bình dân, nói chung là dùng chất lượng là dùng ok. Đó, 80.000 một cây. Giá hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi trần nhà. Đấy, hôm nay em cũng xả kho thanh lý luôn cái sản phẩm này luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 80.000. Hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là chổi trần nhà nhá. Chổi trần nhà. Đấy, chổi trần nhà. 50.000 cho một cây chổi trần nhà nha. Đây em lấy cho bác coi. Nguyên hộp này. Đấy. Nó sẽ gồm có là một cái cần này và một cái đầu. Cái đầu chổi nhá, để về các bác quét dọn. Đấy, quét dọn nhà cửa đang bắt đầu dịp Tết rồi. Đấy, các bác quét dọn màng nhện màng nhiếc các thứ này, trần nhà nhiếc ok, những cái chỗ nào ở trên cao nhá thì các bác mua cây về cho. Nó sẽ gồm có một cái đầu lông xù này và đi kèm là một cái thanh thanh cái cây gậy nhá. Cái cây gậy rất là hay. Đấy, đi về các bác lắp đặt, các bác xoáy vào. Ở đây nó là cái dạng gen xoáy này. Đấy, các bác mở ra nhá. Sau đó là các bác lắp nó vào, gen xoáy xoáy chặt nó vào. Sau đó là các bác muốn dùng tầm cỡ nào thì các bác rút nó lên. Đấy, tầm nào các bác rút lên tầm đấy. Con này rút tối đa nó khơi rơi vào tầm gần 3 mét nhá, gần 3 mét khá là dài. Đấy, dài lắm. Đây này, đây này, các bác nhìn em ấy này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Như kiểu là một cái cây xào luôn. Đấy, và lúc nào dùng xong thì các bác có thể thu nó gọn vào được. Đấy, thu rất là gọn gàng nhá. Đấy, thu gọn vào và cái phần đầu này các bác có thể bẻ này. Đấy, phần đầu có thể bẻ, ví dụ như những cái chỗ nào có ngóc ngách các bác bẻ để các bác luồn lách vào các bác quét nhá. Rất ok luôn. Đấy, cây chổi quét trần nhà nó đang xả kho thanh lý cho bác chỉ có 50.000 một cây thôi. Mọi gia đình đây các bác ơi. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Như thế này chắc chắn đấy, nó sẽ kéo dài nhá. Đấy, quét. Đầu chổi có thể uốn cong và bong lau mềm dễ hút bụi.
nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch sẽ mà đơn giản hơn nhé. Một cây chổi quét bụi trần thông minh có thể kéo dài như thế này chắc chắn sẽ rất cần thiết cho mọi gia đình. Đầu chổi có thể uốn cong và bong lau mềm dễ hút bụi, nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch đó, sẽ mà lúc nào dùng xong mình có thể thu gọn vào, và lúc nào mà dùng thì các bác kéo nó ra. Con này nó chiều dài kéo ra phải khoảng tầm gần 3 mét, tầm 2m7, 2m8 nhá, khá là dài luôn. Nói chung là quét vào trần nhà này, còn nếu mà các bác không muốn thành cái chổi trần nhà thì các bác thu gọn vào thì thành một chiếc chổi lông xù. Ví dụ như các bác phải đồ những cái đồ dễ thấp này đấy, phải bàn ghế sofa thứ là ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, chổi lông xù và cái phần đầu có thể bẻ uốn cong các kiểu này. Giá thì đợt này đang giảm giá xả kho để các bác dễ mua trong dịp Tết luôn, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá, 50k cho một chiếc cây chổi trần nhà này. Đấy, cây chổi nhà 50k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bàn chải vàng 8 cây này. Bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 50.000. Lên mã em sẽ cái hộp bàn chải vàng nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, 8 cây. Bữa trước đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho bán anh bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. 30.000 các bác nhá, 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây luôn. Đấy, 8 cây mà nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán ra xá là các bác mua một cây đã rơi còn là 10-15.000. Đây bên em bán là 8 cây chỉ có 30.000, mà hai rất hay là nó sẽ gồm có là một đầu bàn chải đi kèm bên dưới này, sẽ là một cái đầu cạo lưỡi nhá, một cái đầu cạo lưỡi rất hay luôn. Đấy, vừa là vệ sinh răng miệng vừa vệ sinh lưỡi luôn, luôn. Quá ok. Lông bàn chải rất là mềm nhá, cái này dùng được cho trẻ em người lớn dùng hết luôn. Đấy đây. Đấy, lông rất là mềm. Đó, lông cực kỳ mềm này. Bên dưới là cái phần đầu cạo lưỡi kiểu dạng đầu silicone cũng rất là mềm luôn, các bác dùng để vệ sinh lưỡi nhá. Đấy, tay cầm có phần bọc cao su chuẩn chuẩn, khá ok luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây mà giá nó bình dân chỉ có 30.000 thôi nhá. Hôm nay em xả luôn, bán nhanh bác cho cái lô bàn chải vàng luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái ổ điện U4 này, ổ điện U4 hàng của Apple, iPhone 13 Pro Max này, hàng của Apple nhá. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ ổ điện U4. Cái này thì em bữa trước đang bán là 90.000. Hôm nay xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k cho một cái ổ điện U4 nhá. Đấy, 70k một chiếc ổ điện U4 này, hàng Apple. Rất là xịn sò con này nha. Đây. Cái ổ điện sẽ gồm những cái cổng chân cắm Type-C rất là ok. Đấy, rồi là cả cái chân cổng USB. Ở đây nó là cái nguồn vào nhá, nguồn vào của nó sẽ các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220, và ra đầu ra của nó sẽ gồm có là hai cổng BD. Hai cổng BD tức là hai cổng Type-C đấy. Đấy, và hai cái cổng USB. Đấy, ví dụ là về các bác dùng để cắm sạc điện thoại này, rồi là bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó dùng những cái cổng Type-C này. Đấy, các bác kiếm rất là khó. Đấy, các bác mua cho em cái ổ này về rất ok luôn. Đấy, gồm một nguồn vào 220 và nó xuất ra sẽ được là hai cổng USB nhá và hai cổng Type-C. Đấy, hàng của Apple, logo táo cắn dở này. Đấy. Cắm trực tiếp nguồn 220 là sạc. Đấy, U4 nhá, U4 90.000. Đang giảm giá cho các bác là chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000. Lên mã em sẽ được ổ điện U4 nhá. Bao gồm là bốn cổng ra nhá, hai cổng USB và hai cổng chân Type-C nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái mã dây sạc ba đầu. Đấy, dây sạc ba đầu nhá. Đấy, đi về nếu mà các bác dùng, các bác có thể là dùng cái dây này các bác cắm vào đây nhá, cắm luôn với cái ổ này để các bác sạc cho điện thoại đấy. Đấy, cắm luôn với cái ổ này để các bác sạc điện thoại nhá, cắm sạc cho điện thoại này rồi là các thứ những cái thiết bị nhà mình. Con này thì các bác có thể sạc hầu như tất cả các loại điện thoại bây giờ luôn. Đấy, ví dụ như là Samsung này, iPhone này, đấy iPhone này các bác nhá, iPhone này, rồi là Samsung đời mới này, Samsung đời cũ này, chân này chân Type-C này, chân này chân Lightning này, chân này chân micro USB này. Con này thì nó là dòng dây sạc ba đầu nhé, dây sạc ba đầu. Đấy thì bên ngoài đều được bọc silicon này, chống gập chống gãy nhé. Con này các bác dùng thì siêu bền luôn, dùng khoảng tầm vài ba năm rồi là thậm chí 5 năm thoải mái cho em luôn một cái dây sạc này. Đấy, dùng cả 5 năm giờ luôn, dùng rất bền nhé. Đây là cái nhìn này, cái phần silicon rất là dẻo nhá. Đấy, chống gập chống gãy rất là tốt luôn. Đấy, nó nói chung là bây giờ hầu như bây giờ nó hướng đến cái sự bền bỉ nhá, bền bỉ và tiện lợi nhá. Đấy thì cái dây sạc cam ba đầu nha, thì giá hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 4.000 dây nhá, 4.000 dây đó thì các bác có thể mua. Đây mã em sẽ cái dây sạc cam, đấy dây sạc cam ba đầu đang gửi bác là 40k nhá, 40k trong cái dây sạc ba đầu nha, 40.000. còn cái ổ điện U4 nhá đang bán cho bác là 70.000 nhá. Đây ổ điện U4 này 70.000 một cái đây. Đấy, còn cái dây sạc cam ba đầu thì đang bán là 40.000 nhá. Đấy, các bác có thể lấy được cả bộ này về mình xài luôn được, hoặc các bác có thể lấy lẻ nhá.
Dạ vâng, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con áo mưa Honda. Hàng này của nó là hàng hàng tặng nhá, hàng tặng, hàng hàng tặng của công ty. Đấy thì em ôm lô thanh lý được cái mã hàng này cũng rất ok nhá. Nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa một người thôi, áo mưa choàng. Đấy, áo mưa Honda nhá, cứ lên mã em sẽ là áo mưa Honda. Em bán giá bình dân thôi, 30.000 một chiếc nhá, 30k thôi. Đấy, bình dân. Các bác để trong cốp xe. Lúc nào mà mưa gió cái mình có cái mình lôi luôn. Nó là dạng áo mưa choàng nhá. Đấy, choàng từ trước đằng sau. Có phần tay áo thứ ở đây, các bác cùng xem hình ảnh về sản phẩm này đây. Đấy, khi mà choàng lên nó sẽ như này nhá. Đấy, che nói chung là che khá là kín rồi. Đấy, che khá là kín người luôn. Đấy, đây. Đó, ok luôn nhau nhá. Giày rất chắc chắn lắm. Đấy, dòng áo mưa của Honda. Hàng này là hàng tặng của công ty Honda nhá. Thì ôm đô thanh lý được cái lô này. Giá bình dân bán cho bác dễ mua. Hàng hãng đàng hoàng ngon này luôn nhá. Áo mưa Honda đang gửi bác là 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này thì anh em vẫn đang bình ổn giá để các bác dễ mua luôn. Đuôi đèn lò xo, đuôi đèn lò xo nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi, 30k cho một cái đuôi đèn lò xo nha. Dùng rất là hay này. Đây. Nó là một chiếc đuôi thiết kế là nó có kèm cả phích ở đây luôn. Ở phần đuôi này thì sẽ là có cái công tắc tích hợp ở đây. Đấy, tức là về các bác lắp bóng của các bác vào đây nhá, lắp cái bóng vào đây, bóng của nó, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy, các bác lắp bóng vào đây nhá, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng thì các bác không phải rút ra cắm vào nhiều, mà các bác chỉ việc là bật công tắc ở đây là đèn nó sẽ sáng hoặc là tắt đi, tùy nhu cầu các bác bật công tắc nhá. Và cái phần lò xo này thì các bác có thể bẻ điều chỉnh các hướng này. Đấy, điều chỉnh các hướng này, cái này nó gần như là một cái đuôi mà nó như kiểu là những cái dạng đuôi đuôi kiểu dạng đuôi di động nhá. Đấy, mình có thể là mang đi mọi chỗ mọi nơi, hoặc là các bác để những cái chỗ nào nó phù hợp mình cần dùng. Đấy, không cần phải dây dạ lằng nhằng gì, về lắp cả bóng vào đây, cắm vào nguồn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, nó quá là tiện lợi. Đấy, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 30.000 thôi. Lên mã sẽ là đuôi đèn lò xo nhá. Đấy, đuôi đèn lò xo đang gửi bác là 30.000, có thay của cái sản phẩm này là nó tích hợp cái công tắc đây này, nó rất là tiện luôn. Lúc nào dùng thì mình tắt đi, không dùng thì mình bật lên. Đấy, rất ok. 30k nhé, 30k cho một chiếc đuôi đèn lò xo. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái tấm cọ lưng này, cái tấm cọ lưng bằng silicon nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều, giá nó cũng hạt rẻ, nó có 30.000 thôi. Đấy, bác nào sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng này thì các bác mua ngay cho em cái tấm này về. Đấy, đây em báo giá luôn, thì các bác cứ lên mã em sẽ là tấm cọ lưng nhá. Đấy, tấm cọ lưng silicon đang ở bác là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm nhá, chỉ có 30.000 thôi đây. Đó là một cái tấm này nhá. Đấy, ở cái phần đằng sau mặt của nó thì là cái những cái miếng hít thì các bác có thể ấn vào cái phần mặt kính hoặc là những cái phần mặt tường đá hoa trong nhà tắm cho mình để nó dính lên. Đấy, còn đằng sau thì là những cái gai này công dụng của nó là vừa massage thư giãn này, vừa kỳ cọ này, tẩy hết những cái phần ghét bẩn ở trên lưng rồi là trên người ngậm các bác rồi. Đấy, thì con này thì các bác có thể sử dụng dùng kỳ cọt massage ok luôn. Đây, các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra sờ thích cực luôn. Đấy, cái này em nghiện luôn, mỗi lần em cũng buồn em ra em sờ này thích lắm. Đấy, nó massage thích cực kỳ đó. Tấm cọ lưng nhá các bác nhá, tấm cọ lưng silicon. Đấy, rất nhiều những cái gai này là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm. Đấy, 30k cho một cái tấm cọ lưng silicon dùng rất ok. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đấy. Cái này thì các bác có thể kỳ cọ chân tay này. Đấy, kỳ lưng, đặc biệt là kỳ lưng nhá. Lưng nó rất là khó kỳ. Đấy, các bác dán lên tường này, kỳ tay này, kỳ bàn tay này, kỳ lòng bàn chân này, các kiểu luôn. Đấy, cho xà phòng vào các bác kỳ nhá. Dùng xong là các bác lại có thể đeo lên, hoặc là các bác rửa xong các bác đeo lên. Đấy là khô ráo ngon này luôn, mà mình lại dùng tiếp. Đấy, tấm cọ lưng nhá, dùng để kỳ cọ lưng rồi là chân tay ngửa ngậm, vừa kỳ cọ vừa massage rất ok, thư giãn ok luôn. Đấy, 30k một tấm nhá, 30k cho một cái tấm cọ lưng nha, 30k một tấm rồi. Đấy, tấm cọ lưng nhá. Giả bảo tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây hút thiếc này. Lên mã em sẽ là cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc. Cây này thì bán cũng rất là nhiều. Đấy, chuyên dùng cho anh em thợ thuyền sửa chữa điện tử rồi. Đấy, các bác hay phải hút thiếc các thứ, là hút những cái chân thiếc ra cho nó sạch ấy, thì các bác mua cho em cây này về. Cái con này nguyên lý động rất là dễ xài thôi. Đấy, các bác chỉ việc ấn ra đấy là sẽ khớp vào, và lúc nào các bác cần hút thì các bác dí vào cái phần mối các bác cần hút này, ấn một cái đấy là nó sẽ hút lên nhá, hút sạch những cái phần thiếc mối hàn, nó sạch bong cái mũi chân hàn luôn. Đấy, con này lực hút rất là khỏe nhá. Đây em dí tay này, đây nó hít rất là chặt nhá. Đấy, thả ra bắt đầu nó mới bật này, nó hít, cái lực hít của nó rất là khỏe luôn. Đấy, thấy không, lực hít rất là khỏe nhá. Đấy, tấm cái này là cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc. Vật bên ngoài thì nó toàn bộ bằng thân nhôm. Đấy, cái phần ti nó thì
bật khá là khỏe, cũng như là cái lực hút rất là khỏe luôn. Đấy, rất là mạnh. Đó, đây. 40k nhá, 40k cho một cây hút thiếc này, 40.000 cây. Hàng này hàng hãng nhá, hàng bãi, bãi hãng luôn đấy. Con này hãng của nó là Kunzex này, đấy Kunzex. Đó. Lên mã em sẽ là cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc. Cây hút thiếc này thì đang bán với bác giá sẽ là 40k. Đấy, 40k cho một cây hút thiếc này, chỉ 40.000 thôi. Đấy. Hiện tại thì bên em vẫn đang có chương trình giảm giá nhá, giảm giá, hầu như là các sản phẩm bên em đều đang được giảm giá hết luôn đấy. Đấy thì các bác cứ chú ý đón xem theo dõi cái những video mới nhất bên em. Đấy, hầu như là video mới ở đây bên em là hầu như đang có chương trình giảm giá ưu đãi hết luôn. Đấy, sản phẩm các bác cứ xem những video cũ ấy, sản phẩm hầu như bên em đang giảm giá tất tốt luôn đấy, thì các bác cố gắng xem hết video nhá, cập nhật lại những mức giá mới cũng như là xem những cái món nào đấy phù hợp vừa túi tiền mình thì mình xúc xà bần thôi. Đấy rồi. Đấy, em sẽ qua đến mã hàng tiếp theo. Tòng dây điện hàng đúc này các nhá. Đấy, dây điện hàng đúc này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 các nhá, dây 2.5. Đây. Các bạn nhìn này, đó, Japan CU. Đấy, Japan. Japan là của Nhật này, CU tức đồng các nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5 mét này. Cuộn này trên tay em đang cầm là cuộn 5 mét các nhá. Cuộn 5 mét. Rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm các nhá, dạng dây mềm các bác nhìn này. Đây, em cầm trên tay này. Rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn rất là thích luôn nhá. Sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này. Các bác nhìn này, ổ đúc liền luôn. Nên là các bác cứ thoải mái vật lộn như em với con này. Thoải mái luôn. Bao dùng bao dài luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá. Dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các nhá. Bao đập bao test luôn này. Đây. Đập thoải mái nhá. Riêng cái dòng ổ đúc này các bác cứ nện thoải mái anh em không vấn đề gì luôn. Test tùng thoải mái. Đó. Con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi. Và ổ của nó là ba ổ đầu ra. Đấy, ba ổ đầu ra có đèn báo này. Đấy, ngoài ra có cái phần móc như này. Đấy, em sẽ cắm cho bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá. Rất là ngon nhá, rất là tiện. Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn. Các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá cho. Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó, hàng của nó rất là bền. Dạng nó đúc mà. Đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây nó đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật quá nhá. Đây, Japan CU này. Đó, thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây, cái con em vừa quay cho xem là cái con 5m này này. Đấy, một cái cuộn 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng nhá. Đấy, cuộn này của nó là cuộn 5m này. 5m. 5m quá nhá. Đấy, cuộn này trên tay em đang cầm là cuộn 5m này. Đó, cuộn 5m. Rồi là có cái cuộn sau này. Thì là cái cuộn 10m này. Đấy, cuộn 10m quá nhá. Đây, cái cuộn 10m của nó đây. Rất đẹp luôn. Đấy, rất to tét luôn nhá. Đây, cuộn 10m đây. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này. Đó, 2.5 nhá, 2.5. Japan này. Đó, cực kỳ ngon. Dây nét nẹt luôn, các bạn nhìn. Đấy, đây là cuộn 10m các nhá. Cuộn 10m này. Đấy, cuộn 10m. Rồi sau này thì là có cái cuộn 15m này. Đấy, 15m cũng rất là to tát luôn. Đấy, thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp nhá. Đó, cuộn này cuộn 15m này. Cực kỳ ngon, chất lượng. Đây, cuộn 15m này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng cái cuộn dài nhất bên em đang bán, đó là cái cuộn 30m nhá. Đấy, cuộn 30m này. 30m thì của nó thì cực kỳ là khủng bố. Dài nặng luôn nhá. Dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây, cuộn này cuộn 30m này. Đấy. To dã man luôn nhá. Đây.
to dã man ngàn luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như quận 5m kia vừa quay nhá, cũng đúc ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá. Ổ đúc phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm, sử dụng không vấn đề gì cả. Em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Đó là quận 3m thôi nhá. Ở đây em sẽ đi vào báo giá này. Đó thì tổng quan đây. Giá thì cái dòng 5m này thì bên em đang bán là 200.000. Đấy, 200.000 nhá. 5m thì là 200.000. 10m thì là 330.000. 15m thì là 400.000, 30m thì là 650.000 các bác nhá. Đó thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn các bác nhá. Đấy, 5m thì là 200, 10m thì là 330, 15m thì là 400 và 30m thì là 650.000. Đấy thì cơ bản em có bốn cái dòng dây như này. Đó, để các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất, đó, phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhá. Nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó thì tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái quận già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Tiếp theo thì đây, lại khu kiện đây. Đó, thì vừa quay rồi. Khu kiện về tiếp tục cái dòng ổ điện đúc luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng luôn này. Đây, đấy, dòng ổ điện đúc 5 chân rồi là 3 chân, có đầy đủ cả nhá. Đó thì hàng này thì nó hơi nặng này chút, em đã để sẵn đây rồi. Không khui nữa, thì lấy ít ra đại quay đại diện bác xem thôi. Đó thì đây, có cái dòng 3 chân và 5 chân này. Đó thì sẽ đi vào quay chi tiết cho bác xem nhá. Quay chi tiết bác xem này. Đó, với cái dòng 3 chân và 5 chân và phích cắm này. Đó, 3 chân, 5 chân phích cắm. Đây. Đầu tiên là cái dòng phích cắm này. Đấy, chân đồng rất là to tát luôn nhá, chắc chắn này. Đây. Phần này các bác tháo ra và bắt dây vào thôi. Chuyên về cho các bác cắm, phích là phích cao su. Không đập không vỡ nhá và chống cháy. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng. Đây một chiếc phích này. Đó, phích này thì bên em đang bán giá là đi 25.000 các nhá. Đấy, 25k cho một chiếc phích này. Đấy, 25k. 25k. 25.000 chiếc phích này các nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì có cái dòng ổ 3 chân này, ổ 3 chân nhá. Ổ 3 chân. Ổ 3 chân thì đang bán là 50.000. Ổ 3 chân thì ổ này nó có lên báo nhá. Ổ này thì nó tựa như cái ổ mà vừa nãy em quay cho xem đấy. Đây này. Nó cũng tựa như cái ổ đúc này. Đấy thì bác nào nhà có dây rồi có thể mua ổ này về các bác đấu vào. Các bác dùng sử dụng cũng rất ok luôn. Đó, ổ này thì nó cũng có lên báo đúng như ổ này luôn. Đấy, nói chung là hai thằng nó giống nhau. Đấy, nó cùng một thằng ra thôi nhưng mà nó dạng ổ dòi và dạng ổ liền. Đó thì cái ổ 3 chân này thì bên em đang bán là đi 50.000 nhá. Đấy, ổ 3 chân thì đang bán là 50.000 ổ này. 50k ổ 3 chân này. Đấy, một đầu vào này và ba đầu ra này có đèn báo này. Đấy, con này có đèn báo nhá, con 3 chân này là có đèn báo nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái dòng ổ 5 chân. Đấy, các bác nào thích nhiều thì các bác mua con này. 5 chân thì cũng là 50.000. Nhưng mà cái con 5 chân này thì nó lại không có đèn báo. Đấy, con 5 chân này không có đèn báo nhưng mà bù lại thì nó rất là nhiều ổ. 5 ổ lận luôn. Đấy, 5 ổ lận. 1 2 3 4 5. 5 ổ và có cả dẹt cả tròn nhá. Đây là chân dẹt này, đây là chân tròn. Nghĩa là các bác cắm ổ 2 chân hoặc các bác cắm ổ 3 chân đều cắm được luôn. Đấy, cũng rất ok luôn nhá. Hàng thì bao dùng bao xài các bác cứ đập phá thoải mái cho em luôn, riêng hàng này. Đấy, các bác cứ dùng búa đập phá thoải mái cho em luôn. Bao tét bao xài luôn nhá. Đấy, bao tét bao xài luôn, bao dùng luôn nhé. Đấy, riêng cái dòng ổ đúc này thì cứ chấm hết luôn. Đó thì bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy. Thì đây em báo giá lại này, phích cắm 25.000 nhé. Đây phích cắm 25.000. Đó, ổ 3 chân này thì là 50.000 này. Đó, ổ 3 chân 50.000 và cái dòng ổ 5 chân là 50.000 nữa nhá. Đấy, ổ 5 chân 50.000. Hai cái món này là phích cắm và ổ 3 chân. Hai món này thì nó có đèn báo nhá. Đấy, các bác lưu ý là phích cắm và ổ 3 chân là có đèn báo. Còn cái ổ 5 chân là không có đèn báo. Đấy, thì các bác tùy theo nhu cầu sử dụng. Các bác muốn có đèn báo thì các bác mua ổ 3 chân và phích cắm. Còn các bác không cần đèn báo thì các bác có thể mua ổ 5 chân về cũng được. Đó, thì là về cái dòng ổ đúc bên nhau nhá. Siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô tăm bông kháng khuẩn nhá. Các bác lên nhanh mã giúp em là dòng sản phẩm tăm bông kháng khuẩn cực kỳ chất lượng. Một hộp này thì bên em đang gửi bác là một hộp này sẽ là 200 chiếc nhá.
Đấy, một hộp 200 chiếc đấy bác cứ về dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng tăm bông kháng khuẩn luôn, cực kỳ xịn. Đó đây, một hộp 200 chiếc tăm bông kháng khuẩn nha. Đấy, toàn bộ tăm sẽ được kháng khuẩn nhá, và sử dụng sẽ là dòng dòng bông cốt tông. Đấy, bông cốt tông thì các bác yên tâm là cực kỳ lành tính rồi. Đấy, sử dụng rất ok và tiệt trùng khử khuẩn 100% em luôn. Đó, một hộp 200 chiếc này sẽ có hai đầu nhá, lưu ý cho em là dòng này sẽ là dòng hai đầu. Đó, dòng tăm bông hai đầu. Lên mã nhanh giúp em sẽ là tăm bông nhá. Đấy, hộp tăm bông này, hộp tăm bông. Hộp tăm bông này thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cũng rất là hạt rẻ và bình dân, 20k cho một cái hộp 200 cây nhá. 200 cái. Đấy, 200 cây tăm bông mà giá cũng chỉ có 20k thôi. Tính ra quá rẻ rồi. Lại còn tăm bông hai đầu, tăm bông cốt tông khử khuẩn 100% nhá. Dùng rất ok luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò, giá rất tốt luôn nhá. Xẻng đa năng, xẻng sinh tồn luôn nhá. Đấy, xẻng đa năng, xẻng sinh tồn. Rất là xịn sò luôn. Chắc chắn mà ngon này. Đây. Đó, con này nó của Kobe Style in Japan này. Đó. Kobe Style in Japan nhá. Nó là dạng thép carbon. Đấy, dạng thép 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, thứ xẻng rất là dày nhá. Xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đó thì ở đây em sẽ lắp đặt vào để cho bác dễ xem này. Đó, đây là cái phần đầu xẻng này. Đó, tay cầm kim loại như nhá. Đấy, tay cầm kim loại có phần nhám để chống trơn trượt này, rất xịn sò. Phần đầu xẻng này có lưỡi cưa này, rồi là phần cắt dây này, phần xoáy ốc này, rồi là phần dao chém này, đầu xẻng này. Một cái khổ xẻng này nó rơi khoảng tầm 17 cm nhá, 17 cm. Đó, rất là to tát chắc chắn nhá, một chiếc xẻng sinh tồn xẻng năng. Nguyên cái phần đầu xẻng này các bác làm được rất là nhiều việc này. Đấy, làm rất là nhiều việc luôn. Đó, ngoài ra là những cái thanh nối dài đi kèm thì con này nó kết nối toàn bộ của nó là bằng gen xoáy thôi. Về các bác trẻ con, người già hoặc là người lớn kết nối được hết, rất là dễ dàng kết nối nhá. Rất là dễ dàng kết nối. Ở đây thì trong này nó sẽ gồm có những cái phụ kiện đi kèm, như là ở đây là một cái khẩu nữa này. Của nó tổng tất cả có bốn cái đầu khẩu này các bác nhá. Mỗi khẩu của nó dài là đi khoảng tầm hơn 20 cm một chút này. Đấy, dài hơn 20 cm một chút các bác nhá. Đấy, bốn khẩu như này, bốn cái đầu khẩu như này thì về các bác cứ nối với nhau 1, 2, 3, 4 này. Đấy, bốn cái đầu xẻng như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái con dao này thì có thể là cưa này, rồi là bật bia này, đó, rồi là cắt dây các kiểu này, rồi là dùng để chặt chém cọt hoa quả, các bác mang đi rừng đi phượt rất tiện nhá. Con dao này các bác lắp trực tiếp đây chưa? Đấy, lắp trực tiếp đây. Thì khi bác lắp đây thì nó sẽ thành con dao, hình con dao này. Đây là phần cán này, còn đây là phần dao này. Đấy, rất tiện nhá. Dùng xong các bác có thể là tháo ra hoặc là các bác cứ lắp cố định vào đây cho em được. Đấy. Lắp cố định vào cho em được. Đó thì đây, tổng quan với con dao nhá. Đấy, vừa lại có một con dao để các bác có thể là bổ hoa quả các thứ các kiểu nhá. Đó, rồi chặt chém. Con dao này các bác có thể luồn vào trong nha, các bác xoáy đây luôn cho em. Xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào nhá. Em sẽ xoáy vào quay tổng quan cho bác về một cái chiếc xẻng này các nhá. Đó, xoáy vào thì rất là dài. Thêm một nấc nữa là dài bao nhiêu này. Ở đây thì sẽ có một cái phần đầu, là cái phần đầu xẻng là cái đầu này sẽ có là một cái đầu phá kính ấy. Đó, ở đây thì là một cái phần là cái còi này. Đấy, cái còi cũng nhá. Cái còi này quá thổi này. Đó, còi quá thổi nhá. Phần dài này. Cái dài này là cái đánh lửa các bác nhá. Đánh lửa để các bác cho vào cái phần đây các bác giật này. Đấy, các bác giật mạnh lên thì lửa nó sẽ ra. Lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, có thấy không? Đây này. Cái đánh này. Các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, các bác phải giật lựa con sao các bác giật vào cái khe này, giật mạnh vào. Đấy, giật mạnh vào là lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, rất thích luôn để các bác đánh lửa này. Đó, các bác đánh lửa nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở trong này thì là một cái cây tô vít này, các bác lắp vào cái đầu chưa? Đó, cây tô vít các bác lắp vào cái đầu này. Đó, để các bác xoáy tô vít này. Đấy, có hai đầu nhá, tô vít có hai đầu, đầu dẹt và đầu ba ke này. Đấy, đầu dẹt và đầu ba ke thì nó thành cái cây tô vít các để xoáy xiếc các kiểu này. Dùng rất tiện, đa di năng luôn. Đó thì các bác thả vào bên trong này. Cái đầu phá kính các bác lắp đây luôn, nó kín luôn. Đó, rất tiện nhá. Và các bác lắp đặt vào trong này. Thì một cái cây xẻng thì nó chứa tất trong này luôn, dao, đầu tô vít, đầu phá kính, đầu tuốt dây, đầu đánh lửa, nó chứa đựng tất là trong cái phần lõi ống ấy luôn nhá. Đấy, các dùng nữa có thể tháo xoáy ra các bác sử dụng, dùng xong các bác lắp vào rất là tiện, nó không bị rơi đi đâu các nhá. Đó thì đây, tổng quan một cái cây xẻng rất là dài nhá. Cực kỳ dài, đây này. Đó, có thấy không? Dài dã man luôn này. Đây. Đó, một cái xẻng này hôm bữa em đo thì nó rơi là đi khoảng tầm là 1m05 thôi nhá, khoảng tầm 1m05. Đấy, rất là dài. Đó, cực kỳ đẹp, sắc nét này con này. Rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp, rất nét luôn. Đó, cực kỳ xịn sò ngon này. Đây, cái phần đầu này thì các có thể là vừa chuyển đổi thành xẻng này.
xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc nhá. Đấy, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc đây. Đấy đây. Đó là thành cái cuốc. Đấy, vừa làm xẻng này, vừa làm cuốc này. Đấy, để bác có thể cuốc đất này. Đấy, cuốc đất dễ đất nhá. Đấy, mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn riêng em này. Đó, mang đi rừng đi phượt rất tiện. Đó, đây. Rồi, nối thành xẻng các bác xoáy cái ốc này ra, nối ốc này ra các bác bẻ về. Và các bác siết cái ốc này vào xem. Đấy, siết cái ốc này vào là nó lại thành cái xẻng. Đó, rất tuyệt vời. Rất là đa di năng nhá, một chiếc xẻng nhá, rất là dài. Tay cầm rất là dài luôn này, các bác nhìn này. Đấy, rất dài nhá. Đây. Đó, vừa làm xẻng vừa làm cuốc nhá, rất xịn sò ngon này luôn. Bóng loáng luôn nhá. Đấy. Thân bằng kim loại và phần xẻng đầu xẻng bằng thép carbon 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Đó, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Phần đầu xẻng có lỗ ốc xoáy rồi là có dao cắt này, cái phần dao rất sắc không nhá. Đó, rồi lưỡi cưa. Đó, xẻng của Nhật nhá. Đấy, xẻng sinh tồn, xẻng la lăng của Nhật. Cực kỳ xịn sò. Đấy, cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn nhá. Đó đi tây, tổng quan với cái cây xẻng gửi đến các bác đây các bác nhá. Đó, đi kèm thêm nó sẽ có những cái túi đựng những cái khẩu ống như này để các bác có thể là để vào đây. Đó, các bác vứt ở trong xe ô tô cũng được. Đấy, bây giờ những cái ô tô đời mới ấy, thì nó thiếu những cái xẻng này, mà đôi khi mà các bác đi xe, thi thoảng các bác đi xe nó bị xa lầy, các bác có cái xẻng vừa làm cuốc này, rất là tiện nhá. Đấy, thì các bác để các bác hỗ trợ trong công việc các thứ ra. Rồi đây thì nó có cái đầu bịt xẻng này. Đấy, khi mà các bác di chuyển các bác có thể dùng cái đầu này, các bác bịt vào cho em. Bịt vào đây. Các bác bịt vào thì nó bảo vệ cái phần đầu xẻng của này. Nó không bị xước sát, và thứ hai là cái đầu xẻng này nó không va chạm vào các đồ vật rồi là hay là chân tay nhá. Nó không bị đứt tay đứt chân nhá. Đó, rồi là cái đầu xẻng nó không bị xước sát ra. Nói chung là rất là ok luôn. Đầy đủ nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm. Nói chung là đa di năng, cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết luôn luôn nhá. Đấy, cái gì cũng có tác dụng của nó hết luôn. Đấy, rất là hay ho. Đấy, dùng xong các bác có thể là tháo rời ra như này. Đây, em sẽ tháo rời bác xem nhá. Đấy, về những cái phụ kiện đi kèm này. Đó, về những cái phụ kiện đi kèm rất là xịn sò và ngon lành luôn nhá. Đó đây. Rất xịn sò ngon này. Đó, thì tổng quan một cái bộ xẻng này thôi nhá. Đó, tổng quan một cái bộ xẻng này này. Đầu đánh lửa, đầu phá kính đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rồi là có cả thân dao này. Thân dao có thể xoáy dao hoặc là cho vào đều ok luôn. Đó, rất tiện dụng ngon này. Đây. Đó, đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá, đầy đủ chi tiết luôn nhá. Đó, đây. Gồm có 4 đầu ống này, đánh lửa, phá kính, còi kiếc này. Rồi là dao đi kèm này, rồi là phần đầu xẻng đi liền này, vừa làm xẻng vừa làm cuốc này. Túi đựng đầy đủ luôn nhá. Đây, bao đựng túi bịt đầy đủ luôn. Đấy là tổng quan về cái dòng xẻng của Nhật này. Các bác lên mã cho em là cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng đa năng của Nhật. Thì, các bác lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là cái xẻng đa năng nhá, xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đấy, xẻng đa năng. Xẻng đa năng này thì bên em bán nhanh bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn, bữa trước đang bán giá sẽ là 450k, hôm nay thì bên em về lô mới bán cho các bác mới giá, các bác cực kỳ dễ mua này. 350.000. Đấy, 350.000 rồi bên em bao ship luôn. 350k một con xẻng sinh tồn, xẻng đa năng này, và bao ship đến tận nhà. Đây nhá các ơi, đây này các anh nhìn này. Đấy, mã của nó là bom bóc bà này, em đã kết nối này các anh nhìn chưa? Đã kết nối. Đó, và sẽ vào mở nhạc bật cho bác nghe nhá. Các bác có thấy cái sự khác bọt không? Các bác nghe có thấy cái sự khác bọt do của những cái loa kia không? Nghe nó quá khác bọt luôn nhá. Đây, nghe tiếp qua nhá. Đấy, đập này, đập này, loa đập này, đập dã man luôn nhá. Đập rất là căng luôn, đập rung tay luôn nhá. Nghe hay dã man luôn. Nói chung là con này các bác về các bác nghe nhạc sàn, nhạc bolero, nhạc vàng, các kiểu nhạc. Nói chung là ở đây thì em sợ vi phạm bản quyền vì cái YouTube này nó siết chặt bản quyền nhạc nhẽo nên là nó hơi căng thẳng, nên là em không dám mở nhá. Đó thì em chỉ mở test một cái bàn này thôi. Đó thì nói chung là con này thì em chỉ cần mở đây các bác nghe thấy thẩm nó thấy phê rồi, thích rất thích luôn. Rung nha cực hay. Vậy nhá. Đấy, đây. Bật tiếp ra xem nào. Thấy không? Các bác có thấy đập dã man không?
màu các kiểu luôn nhá. Nháy màu các kiểu luôn nhá. Đấy, nháy luôn nhá. Quá chất luôn. Rồi. Quá đẹp cho một cái con loa luôn coi nhá. Cực kỳ nghe hay, nghe cực kỳ chất luôn coi nhá. Đấy, thì các bác nào ưng con này thì vào việc luôn coi nhá. Đấy, con này thì nói chung là nhà em bán thì quá nhiều rồi. Đấy, về cái dòng loa này. Đấy. Mà to thì nói to nó. Đấy, các bác sợ các bác hơi giật mình. Đó, thì các bác lên mã cho em là cái con loa B3 đi. Đấy, B3, thực ra nó là bom bốc 3. Đó, thì các bác lên mã nhanh chúng em sẽ là cái siêu phẩm là loa bom bốc 3. Đấy, mã của nó chuẩn nếu mà hàng nguyên hộp như này. Thì đây, tên của nó sẽ là tên bom bốc 3 này. Nhưng mà thì bên em sẽ lên nhanh mã luôn để bác dễ đọc này. Mã của nó sẽ là B3. Đấy, B3 nhá. Giá sẽ là đi 450k. Đấy, 450k. Và trong video này thì bên em cũng bao ship tận nhà luôn nhá. 450.000 một con loa bom bốc 3 hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, bát căng check sâu, đập cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, quá chất lượng một con loa nhá. Cầm cực kỳ nặng chắc chắn. Đó, pin trâu. Đó, bát căng check sâu, đập rất chất lượng luôn nhá. Đấy, quá ok luôn. Loa B3 nhá, giá sẽ là 450.000 một con. Bao ship tận nhà, hàng mới nguyên hộp coi nhá. Nhận hàng kiểm tra test thử nghe thử ok thanh toán luôn nhá. Cái sản phẩm tiếp theo điều này bên shop lại tiếp tục về đó là cái dòng siêu phẩm vật mũi. Đấy, vật mũi đứng nhá. Các bác lên mã giúp nhanh giúp em sẽ là vật mũi đứng này. Vật mũi đứng. Đó, con này là dòng vật mũi đứng chứ không phải vật mũi gấp nhá. Vật mũi đứng giá sẽ là 140.000 cho một cái lô vật mũi đứng nha. Hàng thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Vật mũi đứng hàng mới nguyên hộp luôn, rất là xịn. Đó, rất chất lượng. Này thì bên em bán quá nhiều rồi và các bác sử dụng dùng rất ok luôn. Dòng này thì nó sử dụng với pin sẽ là pin 18650 nên là có yên tâm là ví dụ sau này mà có hỏng hóc là các bác vẫn có thể là thay thế sửa chữa thoải mái luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp đóng gói rất là kỹ càng nhá. Bọc xốp các thứ đầy đủ luôn. Đấy, 140.000 một chiếc nhá. Đây. Bộ sản phẩm sẽ gồm có một cái vật mũi này, đi kèm thì sẽ có là một cái đế sạc này. Đấy, đây là cái đế sạc. Cái đế này thì về các bác cắm với nguồn điện 5V, cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác sạc cho nó thôi. Đấy, còn nếu các bác muốn sạc thì các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây thì sẽ báo đèn lên và để các bác sạc nhá. Đây đây là cái đèn báo pin này, đèn báo sạc này. Còn đây là nút bấm này. Đấy, nút bấm nhá, để khi bác vật mũi này. Ngoài ra thì con này nó tích hợp là vừa mật mũi, vừa là có đèn bắt mũi luôn. Đấy, thì các bác muốn bật chế độ vật mũi bình thường thì ấn giúp em sẽ chế độ on 1 này, bấm vào đây. Nó lên đèn này là chế độ vật mũi bình thường. Đấy, thì khi mà vật bay vào cái là nói chung là đi luôn nhá. Đấy, rất là nhạy. Đây coi nhá. Đấy, vật bay vào cái nói chung là cứ đi luôn thôi. Con này thì nói chung là nó là dòng cao cấp rồi nên các bác nghe tiếng điện nó đánh rất là khỏe luôn này. Đấy, đánh cứ phát nào là ra phát đây luôn. Đấy, đánh rất dứt khoát mà rất là nhạy nhá. Đây. Dòng này nói chung là các bác sử dụng nên cẩn thận nhá. Chẳng may mình có thò tay vào cái nó giật cũng tê phết đấy các bạn. Bữa trước em bị phát rồi. Giật rúng người luôn đấy, giật khỏe lắm các bạn. Đây. Ở đây à. Đấy, thấy không? Đúng như rồi cú điện luôn, giật rất khỏe nhá. Đây là chế độ vật mũi bình thường. Còn nếu các bác muốn đẩy lên chế độ đèn on mũi này, đẩy lên on 2 cho em nhá. Đấy, nó sẽ ở chế độ on 2. Thì đây nó sẽ sáng lên cái chế độ đèn on mũi này. Hiện đây. Gạt gạt cái công tắc xuống. Đấy, thấy không? Đây nó lên chế độ đèn on mũi này thì nó cứ sẽ sáng tràn như này. Thì ở đây nó là cái ánh sáng màu xanh, nó sẽ thu hút cái muỗi nó vào. Thì dụ cái muỗi nó vào nhá, thì khi mà muỗi bay vào này, đấy, dụ muỗi cái ánh sáng xanh thì muỗi rất là thích này. Muỗi bay vào cái thì bay về là cứ tự động cái bay vào là té lửa thôi. Đấy. Muỗi nó cứ đậu vào là cái nó đi luôn thôi. Đấy, xong này đánh rất khỏe bạn, điện này. Thấy không? Đó, rất ok nhá. Đấy là chế độ đèn bắt muỗi. Rồi. Tổng quan về cái siêu phẩm vừa vật muỗi vừa làm đèn bắt muỗi. Giá thì cũng rất là hợp lý nhá. Cá. Giá cũng rất là hợp lý nhá. Chỉ có là đi 140.000. Đó, 140k. Vừa có tích hợp là vật muỗi này rồi là có tích hợp đèn bắt muỗi và cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình các bác sạc thôi. Sử dụng là sẽ là pin 18650. Đó thì các bác rất là dễ dàng sử dụng và thay thế này. Con này thì đây nhà quảng cáo đưa ra thì sản xuất thông số sản xuất đưa ra thì nó lên đến dòng điện nó lên đến định mức sẽ là 3000V nên cũng yên tâm là nó giật rất là khỏe nhá. Đấy, giật cực kỳ khỏe luôn. Đó, dòng này là dòng đời mới, dòng cao cấp rồi. Nên là nó hỗ trợ về cái tính năng điện nó nói chung là rất là tốt. Đấy, nó đẩy điện dòng điện lên rất là khỏe luôn. Đấy, vật mũi đứng giá sẽ là 140k nhá. Sản phẩm thuốc xịt xoang hàng bên shop để tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, siêu phẩm thuốc xịt xoang nhá.
xịt sang mũi, đợt này đang trong mũi, đợt này đang covid này, rồi đang thay tuổi thời tiết đấy, bác nào mà viêm mũi dị ứng, viêm xoang các thứ xem dùng con này rất ok đấy, thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang. Thuốc xịt xoang này thì giá của nó sẽ là đi 40k nhá, nó là dạng xịt đấy, nó là dạng xịt, một chai xịt này sẽ là 20 ml đấy, xịt cực kỳ nhạy luôn đó. Xịt con này, xịt này thì anh em bán rất là nhiều rồi đấy, nó là dạng xịt nha. Đấy thì về quá cứ cắm trực tiếp vào phần lỗ mũi cho đó là mình bóp thôi đấy, là bắt đầu là dung dịch nó ra có thế thôi, rất là dễ dàng dùng thôi nhá. Một hộp này sẽ là 20 ml. Toàn bộ thì dòng này nó là dòng sản phẩm thảo mộc từ thiên nhiên nên là các bác dùng nó không lo dị ứng dù là có vấn đề gì. Đó, dùng rất ok đấy, nói chung là các bác cứ xịt vào cho em thì cứ thông mũi mát họng luôn. Bác nào viêm mũi dị ứng, viêm xoang, đợt này đang covid thay đổi thời tiết nhiều đấy, nhiều bác mũi ngạt mũi thì các bác xịt cho em nhá. 40k cho một hộp thuốc xịt xoang xịt mũi này nhá, nên mã giúp cho em là thuốc xịt xoang này, xịt xoang đấy, xịt xoang giá sẽ là 40k một hộp xịt xoang nào. Cái sở tiên nóng nào quay cũng phải sẵn cái quạt 12V này, rất mát quá nhá, đấy phải mọi người mát cực kỳ luôn. Ở đây rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái đèn quay đấy, đèn quay nhá, đèn quay nhiều màu rất ok, về các bác trang trí này rồi các bác trưng bày rồi là các bác thắp lên phòng lên nhà nhìn rất đẹp luôn. Báo bác, báo giá bác luôn nhá, lên mã cho em sẽ là cái đèn quay nhiều màu đấy, đèn quay nhiều màu nhá, giá sẽ là đi 40.000 thôi, chỉ có 40.000 một cái đèn quay nhiều màu này, cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Thì khi mà đi kèm thì sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đu đèn như này nữa đấy, về các bác xoáy cái đu đèn này, xoáy trực tiếp với cái đu đèn này cho, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện 220. Ở cái đu đèn này rất hay là nó có thiết kế một cái công tắc bật tắt rất tiện đây đấy, cắm thì các bác cứ cắm vào nguồn, có lúc nào xài các bác bật lên không dùng thì mình tắt đi cho em cắm các coi nhá, cắm trực tiếp điện 220 này đấy, bật lên này, thấy không, quay như kiểu là ba sàn luôn nhá, ánh sáng rất là rõ ràng, cứ quay tròn này thôi, cứ quay tròn này đấy, tạo hiệu ứng màu sắc nhìn rất là đẹp luôn nhá. Ở đây thấy không, quá ok này. Đấy, các bác về cắm trực tiếp điện 220 sàn, trên này có công tắc nhá, mình dùng các bác bật lên không dùng tắt đi, rất tiện dụng luôn. Đó đây, cứ quay tròn thôi và nó chiếu lên trần, lên trước các thứ này, chiếu vào trong nhà nhìn cái màu sắc ánh sáng nhìn rất đẹp luôn. Đó, 40.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đèn quay cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Giá đang gửi bác là 40.000 một cái đèn quay này nhá. 40.000 một cái, đi kèm sẽ có cả đu đèn các thứ đầy đủ luôn. Về các bác cắm là xài thôi. 40.000 một cái đèn quay nhá, 40k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng này. Đấy, cái này thì về dụng xài rất là hay luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng. Giá của bộ này sẽ là đi em bao tiền nhỉ? Tin nhỉ? 70.000 bộ nhá. 70.000. Đấy, 70k bộ thôi, giá rất hạt rẻ bình dân mà nói chung là rất là cần thiết cho mỗi gia đình. Đấy, rồi các bác nào hay xài di chuyển đồ đạc, tủ lạnh, tivi, rồi là máy giặt, rồi là giường chiếu các thứ rồi đó, bình thường là các bác có phải nhờ người thứ là nó rất vất vả, như đây mua cho một cái bộ này về các bác không cần phải nhờ người luôn. Đấy, thì một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay đòn bẩy này và đi kèm là bốn cái chân. Đấy, 4 cái chân và những cái chân này nó có bánh xe nên khi mà các bác có để đun đi đun lại rất ok. Đấy, mắc chịu tải của nó lên đến là 150 kg này. Đấy, hàng này hàng của Việt Nam nhá, hàng Việt Nam, nói chung là người Việt dùng hàng Việt. Đấy, ủng hộ hàng Việt nhá, thiết kế rất thông minh. Đây là một cái tay đòn bẩy này, tay đòn bẩy, cái tay nó có bánh xe, rồi các bác hút cái tay đòn bẩy và cái đồ các bác cần nâng lên, các bác khi mà các bác nâng lên rồi thì các bác sẽ cho em cái này vào. Đấy, nó gọi là cái đế này. Đấy, và cái đế này nó có những cái bánh xe này, nó sẽ quay nhá. Đấy, quay đi quay lại rất hay luôn. Đấy, rất ok. Thì một cái bộ này sẽ gồm có là 4 cái đế nha. Đây, 4 cái đế nha, 4 cái đế chân bằng nhựa ABS cao cấp nhá, và một cái tay đòn bẩy bằng kim loại luôn, rất chắc chắn nhá. Cái này thanh này của nó cái thanh sắt đặc luôn này, thanh sắt đặc này. Thanh này về thanh này phi 10, siêu chắc siêu khỏe luôn. Đấy, bánh xe các bác sụp vào đẩy nha, thế xong. Đây, một chọn bộ này là 70.000 nhá, là 70.000 một bộ nhau nhá. Lên mã em sẽ cái bộ dụng cụ di chuyển đồ. Đấy, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k một bộ nhá, 70k một bộ. Đây, các bác cùng coi video về sản phẩm này. Đây, làm sao để di chuyển đồ vật nặng trở nên nhẹ nhàng hơn và ít thiệt hại hơn. Hôm nay thì gợi ý cho bạn đó là sử dụng bộ kit nâng vật nặng 5PC. Dụng cụ di chuyển đồ được thiết kế dễ dàng sử dụng và rất tiện lợi, làm giảm nguy cơ các đồ vật bị lật hoặc va chạm với những bức tường và ủng tắc cửa, giảm tốn kém thiệt hại tài sản. Thích hợp để di chuyển tất cả các loại đồ vật lớn nhỏ như đệm, TV màn hình phẳng, tủ quần áo, tủ lạnh vân vân. Là làm sao đấy, rất tiện dụng nhau coi nhá, dùng rất hay luôn. Dụng cụ hỗ trợ nâng và di chuyển đồ vật nặng tiện lợi dành cho gia đình nhà bạn. Thank you.
Đấy, bình thường là các bác mình nhờ người nọ người kia kênh cùng, như đây rất là nhàn thôi. Đấy, kê vào đẩy bẩy nó lên, sau đó các bác đút xem cái bộ bánh xe vào bốn bánh bốn góc đấy, các bác cho vào và các bác đẩy lên, thế là xong, rất là hay luôn. Đó, đi kèm là có cả cái dụng cụ đòn bẩy nữa và bốn cái đế nha, để các bác cho lên và các bác ấy. Đó, đây nó có bánh xe này quay này, đấy, bánh xe cứ thế nó quay, di chuyển nó quay thôi. 70k bộ nhá, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k, hàng Việt Nam nhá, rất chắc chắn chất lượng luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã dầu gió Singapore này, nhiều bác hỏi quá này, thì đây tiếp tục hàng lại về nhá. Lên mã em sẽ cái lọ dầu gió hàng của Singapore, made in Singapore. Đấy, một chai này là 24ml nhá, rất là xịn xò, ok luôn. Hàng này thì hàng cam kết bác là hàng chính hãng chuẩn 100%. Đấy, các bác mà phát hiện hàng giả hàng nhái bên em đền bác 200 lần tiền luôn. Đấy, chắc chắn cái này em bán siêu nhiều rồi, mà hàng thì thi thảm mới có về thôi, không về được nhiều đâu bạn, vì hàng này là hàng sách tay chứ không phải hàng ấy. Đây đó, đây à, hàng này xuất cho thị trường của Mỹ này, LAUSA này, mùi thơm nóng quá nhá, mùi thơm nóng và chất lượng. Hàng của nó thì sẽ là hàng hai nắp, hàng hệ hai nắp. Hàng hệ hai nắp thì hàng là chống chỉ định cho chị em sử dụng nhá. Đấy, ví dụ như là chị em chẳng may chúng nó có cầm vào chúng nó không thể mở được nhá, vì hàng hai nắp nó là hàng an toàn. Các bác muốn mở có ấn cho em, ấn mạnh vào. Đấy, sau đó các bác xoáy nó ra. Đấy, và khi mà các bác muốn lắp nó vào thì các bác lại ấn nhá. Đấy, lắp vào các bác xoáy, sau các bác ấn. Đấy, nó sẽ lại khớp vào, ok. Đây, hàng tem mác online này. Mùi rất là thơm nhá. Đấy, mùi thơm, nóng nhá. Nói chung là hàng chuẩn dầu gió. Chuẩn dầu gió của Singapore nhá, nên các bác yên tâm. Đấy, bán siêu nhiều luôn. Mà thậm chí là lâu lâu với lại có hàng về thôi chứ không về liên tục đâu. Đấy, lên mã nhá, em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore nhá. Một chai này là giá sẽ là 50.000 một chai. Lên mã em sẽ là chai dầu gió Singapore 50k một chai. Các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đau xương khớp đau người ngậm rồi cảm ốm hắt hơi sổ mũi rồi các bác bị côn trùng đốt. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều công dụng khác nhau nhá. 50k một cái chai dầu gió Singapore này. Hàng một chai này là 24ml. Đây con nhìn cái tem bóng bảy màu nó này, lên các bác biết ngay này hàng chuẩn hay không này. Đấy, thấy không? Đấy, tem bóng bảy màu này lên nó, nói chung là nhìn cái lọ chính hãng nhìn nó khác ngay, nhìn nó khôn lắm. Đấy, nhìn nó không phải dạng hàng giả nhái đâu, nhìn các bác nhìn cái cảm quan ngoài các bác biết ngay là hàng chuẩn hay không rồi. Đó, đây made in Singapore đó, 50k một chai nhá, dầu gió của Singapore 50k một chai này, hoặc là lên mã như sẽ là dầu gió xanh cũng được. À, lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, nhiều bác hỏi quá này. Bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay hàng tiếp tục về nhá, giá thì vẫn thế đó bác thôi, 10.000 một cái cây gãi lưng này. Đây, kéo ra thu vào rất tiện dụng luôn. Đấy, kéo ra thu vào rất tiện dụng luôn. Các bác muốn để ngắn hoặc để dài nhẹ được. Đấy, mình chỗ nào dài các bác không với tay được mình có thể kéo ra. Đấy, đặc biệt là lưng. Đấy, lưng thì các bác với tay các bác gãi rất là khó, mua cho em cái cây này về. Giá nó bình dân thôi. Cái phần đây của nó là dạng sừng này. Thân của nó thân inox nhá, rất chắc chắn và bền luôn. Giá thì em báo giá luôn nhá. Lên mã cho em sẽ được cái cây gãi lưng. Bên em đang gửi bác là giá sẽ là đi 10k nhá. 10k. 10.000 một cái cây gãi lưng này, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 một cây gãi lưng có thể là kéo ra và thu vào dùng rất tiện dụng luôn. 10k một cây nhá. Lên mã sẽ là cái cây gãi lưng. Đó, 10.000 một cây, rất tiện. À, thắt lưng với lại ví da thì hàng mới shop tiếp tục về nhá. Dòng thắt lưng da bò với lại ví da của Mỹ này. Đây, giới thiệu luôn cho bác đó là cái ví da này. Ví da này thì tại em đã có hai màu. Là ví da màu nâu, ví da màu đen. Giá em đang bán là 140.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái ví da bò khâu tay nhá, 140.000 một cái này. Có hai màu là màu nâu màu đen. Thì các bác cứ lấy màu nào được cứ báo cho em nhá. Đấy, lấy màu nâu báo cho em, lấy màu đen báo cho em. Đây. Con này là con màu đen đây này. Đấy, con này là con màu đen, còn con này là con màu nâu nhá các bác nhá. Đây, quay cho bác chi tiết về sản phẩm này. Toàn bộ thì là khâu bằng tay. Đấy, khâu bằng viền bằng tay hết luôn. Đấy, bên trong này. Hàng này thì hàng của Mỹ nhá, made in USA. Đó, phần bên trong đây có rất nhiều ngăn đấy bác, xài thoải mái luôn, có cả một cái ngăn khóa chính này để các bác để những cái tài liệu chính ở đây, và một cái bên ngoài là những cái ngăn nhỏ này. Đây, hàng này có nhìn này, hàng da nó, hàng da nguyên miếng nhá, hàng cam kết bác là hàng da chuẩn 100% luôn. Đấy, nếu mà không phải da thật bên em không lấy tiền bác luôn, đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra test thử da thật cho em thoải mái luôn. Đấy, hàng cam kết da thật 100%. Đây, bên trong đây đó, rất nhiều ngăn đó, có cả những cái ngăn nhỏ nhỏ các bác đựng thẻ ngân hàng, rồi là thẻ căn cước công dân, thẻ giấy tờ cá nhân, giấy tờ tùy thân vào đây rất ok. Bên trong các bác đựng tiền chưa? Đấy, rất chắc chắn nhá. Cái đặc trưng của cái sản phẩm này khi mà da thật ấy là các bác càng xài thì da nó càng bóng. Càng xài da nó càng bóng nên là dùng rất là thích luôn. Đó. 140.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là ví da bò khâu tay 140k. Hiện tại đang có hai màu là màu nâu và màu đen, các bác lấy màu nào báo nhé. Đây này, nó có cả giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm này. Đấy, cam kết da thật yên tâm nhé. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng thắt lưng
Đấy, cũng của Made in USA. Lên mã cho em sẽ cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Hiện tại thì bên em cũng đang có hai màu là màu nâu và màu đen. Thì các bác cứ lấy màu nào báo cho em nhá. Đấy, lấy màu nào báo cho em. Mặt thì siêu đẹp rồi. Riêng mặt này thì không phải chê. Còn chất da thì cũng miễn bàn luôn. Đây. Đó, Made in USA này, có nhìn này. Đó, Made in USA có chữ đập chìm này. Đó, Made in USA nhá, rất xịn sò luôn. Đây là màu đen, đây là màu nâu. Đó, thì lấy màu nào báo cho em. Còn đây là phần mặt, em quay bác chi tiết cảnh mặt này. Mặt rất đẹp luôn. Đấy, mặt sáng bóng đẹp. À, kim loại dày nhá, kim loại dày chứ không phải dạng mỏng mẻo đâu các bạn. Bình thường các bác hay mua những dạng giá rẻ thị trường mỏng mẻo, cái đấy thì dùng thứ nhất là nhanh hỏng, thứ hai là dùng một thời gian là nó bạc hết màu. Như con này thì cam kết bác hàng chuẩn. Đây, cái phần thứ kim loại rất là dày này, đây này, rất dày, rất chắc chắn luôn. Hàng này của bên em thì đang bán bác là hàng con lăn. Cái con lăn này thì nó rất là cơ động này, cơ động là như nào, ví dụ như là các bác bụng to bụng nhỏ là các bác không phải lo. Ví dụ là bụng to các bác cũng để xài được, mà bụng nhỏ cũng để xài được. Bình thường các bác mua những cái dạng lẫy cài ấy, lẫy cài là ví dụ những cái bác nào bụng nhỏ thì cũng may ra thì còn sửa chữa được, những bác bụng to thì rất là khó. Bụng to thì lại phải theo cỡ của nó cơ, có khi nhiều bác bụng to quá thì không xài được đâu. Thì đây nó là dạng con lăn thoải mái tự do, cái size của nó là free size. Bụng to bụng nhỏ rồi các bác eo to eo nhỏ là dùng xài hết luôn. Đấy, nên là rất là tiện nhá. Đây, thiết kế dạng con lăn này. Đấy, thiết kế dạng con lăn. Đó, về các bác xài, mặt thì siêu chắc chắn, siêu dày. Hai màu là màu đen, màu nâu nữa. Lấy màu nào báo nha. Đấy, lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò hàng của Mỹ. Giá thì bình dân thôi. 180.000 một cái nhá, 180.000. 180k. Đấy, 180k. Lên mã em sẽ là thắt lưng da bò này. Đấy, hai màu nâu và đen. 180k một cái, lấy màu nào báo cho em nhé. Hàng thì chuẩn của Mỹ luôn, Made in USA. Đấy, Made in USA, rất xịn sò, ok. 180k một cái. Cái dòng bơm tay này, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bơm tay vàng nhé. Bơm tay vàng, hàng của thương hiệu Stanley Japan, rất xịn sò, ok luôn. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã bơm này. Thì đây, hôm nay hàng lên shop lên shop về cho bác này. Đấy, con này thì nói chung là quá chắc chắn rồi. Đây, Stanley Japan. Có phần đồng hồ đo suất này, dây bơm nhá. Dây bơm thì chống gập, chống gãy. Dây bơm siêu bền, các bác cứ gập cho em thoải mái này. Thả tay cái lại về bình thường luôn. Đấy, dây bơm siêu bền nhá. Phần đầu bơm thì bơm xe đạp, xe máy các thứ ra. Con này thậm chí các bác bơm cho em ô tô con thoải mái luôn. Đấy, đây phần chân bơm có nhìn này, phần chân bơm. Thiết kế toàn bộ bằng nhựa cao cấp ABS nhá, rất chắc chắn luôn, thân bơm bằng kim loại. Đấy, đây phần tay cầm. Các bác nhìn cái phần ti của nó này, cái phần ti của con bơm này rất là to. Bình thường là các bác mua thị trường con ti bơm ấy nó rất là nhỏ, bơm nó thứ nhất là nó rất là mềm mà nó yếu ớt. Đấy, con này bơm cái ti bơm nó to nên khi mà con bơm nó rất là cứng cáp, nó rất là khỏe, nó dễ bơm. Đấy, lượng hơi thì ra rất là đều các nhá, lượng hơi ra rất đều, bơm rất êm luôn. Đấy, bơm rất êm. Về các bác bơm xe đạp xe máy rồi, con này nói chung là các bác xài gia đình là rất là hợp lý. Bình thường là các bác nhà hay có xe đạp xe máy thứ là cứ phải đi chạy đi hàng xóm mượn bơm này, rồi là mình cứ phải mang ra quán mình bơm các thứ rất là mất công. Đấy, mua cho em con này về các bác vứt ở nhà. Đấy, lúc nào cần cái mình có cái mình lôi ra mình xài luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, đồng hồ đó xuất đầy đủ các bác luôn. Giá thì đợt này nó về cái lô này giá nó rất là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bơm tay vàng. Đấy, bơm tay vàng, bơm tay vàng này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 170.000 một cây nhá. Bơm tay vàng này. Đấy, giá sẽ là 170.000 một cây. Còn nhà em còn một loại nữa là bơm tay inox, bơm tay inox thì là 150, còn con này thì là 170. Đấy thì các bác ưng cái mã nào thì cứ báo nha. Đấy, hai mã này nó xem nhau thôi. Đấy, còn cái mã này thì trước em cũng bán rồi. Một thời gian nó hiện đang bán hết hàng mà cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, thì đây đợt này lại về luôn nhá. Đấy, lên mã nha, sẽ là cái cây bơm tay vàng nhá. Đấy, cây bơm tay vàng. 170.000 một cái cây bơm tay vàng này nhá, 170.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kẹp mát nam châm này. Lên mã em sẽ cái dụng cụ kẹp mát để về các bác hàn xì nhá. Các bác xài con này cho em rất ok. Đây, về thì các bác chiết lại cho em cái con ốc này. Đấy, thì khi mà vận chuyển thì những con ốc này hiện tại đang lỏng ra thì về các bác chiết lại. Đấy, và các bác kẹp cho em cái dây mát của cái máy hàn ấy, các bác kẹp vào đây. Và ví dụ những cái chỗ nào mà kim loại ấy, các bác hít nó vào là nó sẽ dính chặt vào, và cái phần kẹp mát này nó sẽ chạm với lại cái phần kim loại mà các bác hàn ấy. Bình thường là các bác cứ phải kẹp bằng tay cái thứ rất là mất công. Đấy, rồi là các bác cứ hay cặp bằng cái kìm ấy để các bác kẹp mát vào, nó thứ nhất là mất công, và thứ hai là khi mà mình tháo nó không tiện. Cái con này các bác chỉ việc bỏ cái là nó siết luôn vào đây, cái phần mát này nó sẽ chạm vào và các bác cứ thế các bác hàn thôi. Đấy, nó gọi là cái kẹp mát để các bác hay hàn xì ấy, hay thợ hàn thì các thứ gia đình cũng dùng thoải mái luôn. Con này cái nam châm này hít rất mạnh, đây em sẽ test bác con này. Đây, cái nam châm này hít rất là mạnh luôn. Đây, nam châm này.
Đấy thấy không? Hít rất mạnh luôn và cái phần kẹp mát nó sẽ chạm đây luôn này. Đấy, còn nếu các bác về xem cái cữ của nó thì các bác có thể điều chỉnh bằng cái ốc này. Đấy, về các bác kẹp cái dây hàn cho em xong. Đấy, nó gọi là cái kẹp mát nam châm. Đấy, bỏ vào cái nó sẽ kẹp rất là chặt luôn, kẹp hít rất chặt nhá. Đó, và nó sẽ chấm cái đầu mát vào đây là cứ thế các bác hàn thôi, nó rất là dễ dàng sử dụng nhá, rất là hay luôn. Đó, cố định một chỗ mình đỡ phải di chuyển mang đi mang lại nó mất công ạ. Đấy, bình thường là các bác cứ phải kẹp cái hàn kia mang đi mang lại mất công, mà ví dụ như các bác ở xe chẳng may là giật dây mạnh cái là nó sẽ bong luôn cái phần kẹp cái kẹp mát cái dạng kẹp ra. Nhưng con này nó dạng nam châm hít rất là chắc, mà nó khi mà mình lấy ra nó rất là tiện, rất là dễ nhá. Đó, báo giá bác luôn, lên mã cho em sẽ được cái kẹp mát nhá, cái dụng cụ kẹp mát nam châm, cứ lên mã em sẽ đi kẹp mát cho nó dễ. Đấy, kẹp mát này, giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi nhá, 40.000 thôi, 40.000 kẹp mát này. Kẹp mát để các bác hàn xì này, 40k. Đấy, 40k một cái kẹp mát nha. Đấy, 40k nó có nam châm hít nhá, rất là khỏe luôn. Đấy, 40k một cái. Đấy, các bác cùng xem video này mà còn dùng kẹp mát này không ạ? Để em lên cho các bác mẫu kẹp mát nam châm hút chặt của bên em. Thiết kế đẹp mắt đi kèm có nam châm, có thể hút dính mọi mặt phẳng, địa hình góc cạnh có thể dùng cho máy 500A, có săn cốt kẹp thuận tiện cho đấu nối, dễ dàng lắp đặt tháo lắp nhanh gọn. Lưu ý sử dụng phù hợp cho các vật liệu có từ tính như sắt thép. Chưa tới 50k các bác đã sở hữu bộ đầu mát nam châm này à? Bác nào thích mua ủng hộ em nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, con này rất là hay. Đấy, mà đặc biệt con này view những cái chỗ mà cái dạng view sắt tròn này, bình thường là các bác kẹp rất là khó này. Đây các bác cho đây cái đó, nó hít vào luôn, rất là ok luôn, nó hít luôn cả những cái sắt tròn này và cái điểm cực này nó chạm vào đây. Đấy, về các bác đấu dây là các bác xài thôi. Đấy, những cái vị trí rất là khó như con này vẫn có thể làm được không nhá, nó gọi là cái kẹp mát nam châm, kẹp mát cho bác hàn xì sửa chữa, 40.000 một cái nhá. Rồi các bác tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã quạt 12V này. Đấy, thời tiết bắt đầu đang rất là nóng rồi mà cái tình trạng mất điện này chắc chắn là sẽ có xảy ra. Đấy, các bác mua cho em ngay con quạt tẩu 12V này về. Nó là dòng quạt chạy 12V nhá. Đấy, về các bác có ắc quy 12V là các bác cứ phệt vào cho em là vã vào là chạy thôi, mất điện không lo nhau nhá. Mát cực kỳ luôn. Rồi là đặc biệt ví dụ các bác nào đang đi ô tô mà những cái dạng ô tô đời cũ là điều hòa thứ là mà nó chưa đủ độ mát ấy, thì các bác tăng cường thêm cho em cái con quạt này vào nữa. Rất mát luôn. Thì đi sẵn thì nó sẽ có là cái đầu để cắm, thì nó là cái đầu để các bác cắm vào cái tẩu ô tô nhá. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho ô tô, nhưng mà nếu mà các bác muốn dùng gia đình thì bên em sẽ có một phương pháp để các bác dùng gia đình, thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là một cái bộ tẩu cái này nữa. Đấy, thì về các bác có ắc quy, các bác kẹp vào bình ắc quy, sau đó các bác cắm cái đầu còn lại của nó vào đây, cắm vào đây đó, và các bác kết nối các bác bật lên là các bác xài thôi. Con này nó là dạng quạt đôi nhá, công suất một quạt là 10W nhá, hai quạt thì tổng sẽ là 20W, chạy cực kỳ khỏe và rất êm luôn. Đấy, bẻ các hướng các kiểu này, bẻ lên bẻ xuống bẻ cụp này. Đấy, rồi là xoay sang bên trái, xoay sang bên phải nhá. Đấy, xoay các hướng các kiểu là có thể là ngửa sang sau, ngửa về trước này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, là phần đế các bác có thể để trên bàn, để trên nắp capo ô tô, rồi là để những chỗ nào các bác cần mát, rồi là ví dụ như là nó cũng là một chiếc quạt tản nhiệt rất hay, ví dụ như một cái thiết bị gì đấy trong mùa hè này. Đấy, thường thường các bác xài nhiệt độ bên ngoài trời rất là cao rồi, các bác cần một cái thiết bị để mà các bác tản nhiệt thì con này nó cũng là một cái phương pháp rất tốt luôn. Các bác chỉ việc là kẹp vào cái bình 12V hoặc là các bác xài thôi. Đấy, rất ok đây. Tại đây em đang có bình 12V này, các bác kẹp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đây, kẹp đúng đầu âm dương cho em. Đấy, là quạt nó chạy thôi, quạt chạy phà phà luôn, chạy khỏe lắm. Đấy, con này mà nó đủ điện áp của nó chạy thì siêu mát luôn. Vì nó là dòng quạt đôi mà nó mát kinh khủng luôn. Đây. Đấy, đây em với đang để số 1 nha các bác, tăng số 2 này. Đấy, thấy không? Chạy thì rất êm. Nó là dòng động cơ không chổi than nhá, nên là thứ nhất là nó chạy nó êm, mà thứ hai là cái động cơ không chổi than này nó rất là bền các bác, rất là bền. Nó không như cái dòng động cơ của chổi than các bác chạy rất là nhanh hỏng như con này. Chạy như là êm không kêu, mà thứ hai là nó bền các bác. Đây, bật bác số 2 này. Thấy không? Chạy nó phà mát kinh khủng luôn. Em để khoảng cách từ đây đến chỗ em ngồi khoảng tầm hơn mét nhưng vẫn rất là mát nhá. Nó cái giải thổi của nó rất là xa, rất mát luôn. Đấy, mát cực kỳ. Đây coi như em xí gần cằm phà luôn này. Đấy coi như thấy không? Phà luôn. Mát cực kỳ luôn. Đấy, mùa hè ví dụ trong tình trạng mất điện, các bác xài này cho em rất hợp lý. Rồi là ví dụ trên ô tô mình điều hòa chưa đủ mát thì các bác xài cho con này. Mát cực kỳ. Đấy, điều chỉnh các hướng các kiểu nhá. Đấy, đây. Đó, cục lên cục xuống này, cục ra cục vô. Rồi làm một cái dụng cụ để tản nhiệt cho cái thiết bị mà nó hiện tại đang nóng quá tải. Các bác làm cái con quạt để tản nhiệt rất là mát luôn. Đó, rất là hay nhá. Quạt chạy rất êm. Đấy. Công suất là 10W một quạt, hai quạt là 20W nhá. Và cắm trực tiếp vào nguồn 12V cho em là các bác xài thôi. Đấy, và về nếu mà các bác
không có ô tô, các bác muốn xài ắc quy thì các bác mua thêm cho em cái đầu tẩu cái nha. Đấy, thì tại vì em đang bán một cái đầu tẩu cái nha, đang bán với bác là giá là 40.000 một cái này, 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Còn nếu mà các bác muốn mua quạt thì đang bán với bác giá là 120.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái quạt tẩu 12V. Đấy, hoặc là quạt 12V được. Quạt 12V giá sẽ là 120.000 một cái quạt 12V nha. Đấy, 120.000 một cái quạt 12V nhá. Còn mua đầu tẩu. Đầu tẩu thì cái đầu tẩu cá thì đang bán với bác là 40.000. Về các bác kẹp trực tiếp bình ắc quy là các bác xài. Còn nếu mà nhà bác nào dùng chiếc ô tô thì không cần đâu. Đấy, chiêu tô thì nó có sẵn cái đầu tẩu cái này rồi. Về là các bác cắm chiêu tô là các bác cắm cái đầu tẩu cái nha, là các bác xài thôi. Còn nếu mà cái này em bán cho bác nào mà dùng ở gia đình không có ô tô, hoặc là các bác muốn xài gia đình xài ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái này. Đấy, còn không thì về các bác chế cháo mình về thì các bác chế gắn hàn đấy được. Đấy, cái đầu này của nó, đầu lồi là đầu dương này, còn đây đầu âm. Nhưng mà về các bác cắt ra các bác hàn chế, ví dụ hàn nó lỗi thì bên em không bảo hành các bác nhá. Đấy, vì hàng nó phải nguyên si bên em mới bảo hành được, không đến lúc ví dụ như hàng nó vấn đề xảy ra mà các bác cắt chế cháo ra các bác đấu nối thì bên em không bảo hành nhá. Hãy lưu ý cái vấn đề đấy. Đó, rồi lên mã cho em xem cái chiếc quạt 12V nhá. Đấy, quạt 12V chạy rất khỏe, rất mát luôn. Chạy điện 12V, nhớ cho em là chạy điện 12V nhá. Về các bác phệt với điện 220 là đi ấy. Giá sẽ là 120.000. Còn muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để về các bác kẹp vào bình ắc quy thì đang bán với bác là 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái bán hàng rất hot trong mùa hè, đó là cái kính bơi này. Đấy, các bác chuẩn bị đi du lịch này, đi chơi này. Đấy, rồi cho các cháu nhà mình. Cái kính bơi này thì trẻ em người lớn đeo hết luôn các bác nhá. Trẻ em người lớn đeo hết luôn, rất tiện dụng nhá. Đầy đủ phụ kiện thứ bên trong. Về các bác tháo ra là các bác xài thôi. Đấy. Nói chung là đã chuẩn bị xác định đi biển đi biết thì nên có rồi, ví dụ như là các cháu nhà mình ở nhà đến mùa hè hay bơi biết các thứ rồi ấy. Đấy, cầm một con kính bơi hoặc người lớn có thể đeo luôn. Con này có thể chỉnh cữ được nhá. Đây, cái dây thu đằng sau của nó này, nó có thể chỉnh cữ được. Về các bác tháo trong cái nắp ra này, nâng cái nắp ra này. Đấy, sau đó các bác chỉnh cữ theo cái vòng đầu của bác nhá, hoặc là theo người đeo đó, và các bác đeo thôi. Kính thì mắt rất là trong này. Đấy, mắt rất là trong, và cái phần do này bịt rất là kín luôn, không lo nước vào nhá. Đấy, gọi là cái kính bơi. Đấy, báo giá bác luôn, giá thì rất tốt, bình dân luôn, 20.000 một cái kính bơi này nhá, chỉ có 20.000 thôi. Lên mã cho em xem cái kính bơi nhá. Đấy, kính bơi mùa hè giá đang của bác là 20.000 một kính bơi nha, 20.000 một cái này. Đấy, 20.000 một cái bộ kính bơi này, về là các bác mua cho các cháu này mình sử dụng này, mà chuẩn bị đi biển biết các thứ này, rồi là người lớn có thể xài được luôn nhá. Đó, bơi biết các thứ là dùng rất ok luôn, về dùng rất là tiện. Đó, bình thường các bác ra những khu du lịch các thứ thì một cái kính bơi này 5-60.000 một cái luôn đấy, thực sự bác luôn. Nếu mà các bác đã xác định chuẩn bị đi rồi mình nên mua trước này đi. Đấy, mua có cái là xài luôn, thứ nhất là rẻ, thứ hai là tiện, mà có cái dùng ngay. Đó, đến lúc mà đến nơi khi một là có khi còn cháy hàng, thứ hai có khi nó rất là đắt. Đấy, vì khu du lịch nhiều khi người ta chặt chém giá rất là cao. Đó, 20.000 một cái sản phẩm kính bơi nhá, người lớn trẻ em đeo hết luôn, vì cái này nó có cái phần dây chun này nó chỉnh cái cữ đầu. Đấy, và cái phần mắt này khá là to này, nên là người lớn trẻ em đeo hết luôn. Đó, ok, 20.000 một cái bộ kính bơi nhá, 20.000 một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng bút bi này, bút bi Thiên Long nhá. Hiện tại em đang có hai màu là màu xanh và màu đen, và mình em đang bán đồng giá là 25.000 một hộp nhá. 25.000 một hộp bút bi là 20 chiếc nha. Đấy, bán là cả một hộp 20 chiếc luôn, vì giá nó rất là bình dân hạt rẻ rồi, chứ không phải là dạng giá cao đâu. Bình thường là các bác mua một cái hộp này ở cửa hàng biết phải khoảng tầm 5-60.000 một hộp. Đây bên em bán cho bác giá thì gần như là cái giá gọi là cái giá các bác nhập vào luôn đấy. Đấy, có khi cửa hàng nhập với giá đấy luôn. 25k nhá, 25k cho một cái hộp bút bi của Thiên Long. Đấy, một hộp là 20 bút nhá. Đầu bút thì là đầu bút cao cấp 0.5mm. Đấy, nét viết trơn này, êm này, mực ra đều và liên tục này. Đấy, thì một hộp là 20 cây. Bên em sẽ có hai màu là màu xanh và màu đen. Các bác lấy màu nào báo em, hoặc mình có thể lấy cả bộ về thay nhau viết được. Đấy, thì một hộp là 25.000, lấy hai hộp là một đôi là 100. Đó, tùy nhu cầu nhá. Có hai màu là màu xanh màu đen. Bút bi của Thiên Long nhá, đây, bút đây. Đấy, bút đây nhá. Đấy, rất ok luôn. Về các bác xài sử dụng này. Đầu bút là đầu 0.5mm. Đấy, lò xo rất là trơn tru, chắc chắn chất lượng luôn. Nói chung là bút bi này thì quá nhiều bác biết, em không giới thiệu nhiều, chủ yếu là báo giá bác thôi. 25k một hộp nhá. Màu xanh màu đen, lấy màu nào báo anh em nhá. 25k một hộp là 20 bút nhá. Bán một lúc là bán cả hộp luôn, không bán lẻ một cây nhá, không bán lẻ một cây, bán cả hộp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên với bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái móc áo cua đơn. Các bác cứ lên mã nha, cái móc áo cua đơn. Bên em sẽ bán nó combo một lần là
10 chiếc một nhá. Đấy, bán combo bán một lần 10 chiếc một này. Giá thì siêu hạt rẻ luôn. 30.000 cho một combo 10 cái, chính ra là vào có 3.000 một cái thôi. Đây 2 này. 2 4 6 này, 7 này. 8 này. 9 10. Đây, một lần là 10 cái này nhá. Về các bác xài móc vào quần áo này, móc đồ thứ rất ok đây. Đấy, kẹp rất chắc luôn, kẹp siêu chắc nhá. Đây cái phần móc, để các bác móc treo lên tủ đồ, tủ quần áo rất là gọn gàng ok. Và các bác có thể móc móc đây, móc nhà này. Móc treo nó nối tiếp với nhau luôn. Đây. Đấy, rất ok luôn, rất hay nhá, thiết kế rất là thông minh. Nó chỉ có một cái còn gọn thôi nhưng mà rất là hay, nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy thì sẽ bán được combo là 10 cái một nha. Đấy, 10 cái một này. Giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái móc áo cô đơn. Đó, móc áo cô đơn. Bán được combo là 10 cái một nhá. Đây, móc áo cô đơn này. Combo là 10 cái một, giá sẽ là đi 30.000 cho một combo 10 cái nhá. 30.000 cho một combo là 10 cái nhá. Đấy, về các bác xài sử dụng rất hay đây. Em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế về sản phẩm để các bác biết về cái công dụng của sản phẩm như nào. Đây các bác cùng coi này. Nếu tôi biết có loại kẹp móc này, tủ quần áo của tôi sẽ không xếp chồng lên nhau như thế này. Chỉ cần gắt đôi quần thôi, kẹp chiếc kẹp nhỏ bé này vào là có thể treo quần áo thật gọn gàng. Bạn có thể xếp gọn toàn bộ tủ quần áo, chỉ với một thao tác rất đơn giản thôi. Quần áo sẽ không còn chất đống nữa. Cái gì cũng có thể treo, những đồ phụ kiện nhỏ này cũng có thể treo lên, không thành vấn đề. Thiết kế đầu kẹp bọc silicone mềm, không để lại dấu vết gì hết trên đồ của bạn. Bạn cũng có thể đặt chiếc kẹp này ở nhà bếp để chứa các loại gia vị đóng gói khác nhau. Điều quan trọng là có thể treo ở bất cứ đâu. Còn gì mà nó không thể kẹp nhỉ? Hãy chỉ mình nhé. Đó, khi mà các bác kẹp vào quần áo lên nó rất là ok luôn. Rất là dễ tìm, dễ kiếm này. Rồi là các bác có thể móc đồ vật, đồ ăn các thứ lên đấy được luôn. Rất tiện dụng các bác treo lên nhá. Đó, rất là hay. Nói chung là giá nó hợp lý mà sản phẩm dùng rất là ok đấy. Dùng hay lắm, cái này em bán cực kỳ nhiều. Bán chắc phải đến khoảng tầm mấy trăm nghìn chiếc. Mấy trăm nghìn combo này, bán kinh khủng khiếp luôn đấy. Vì giá nó bình dân, rẻ, nó chỉ có 30.000 thôi mà 10 chiếc này. Về nó móc được khá là nhiều đồ luôn. Đó. À, combo 10 móc áo cô đơn nhá, 30.000 một combo nha. Tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng điếu ngải cứu này. Hôm nay hàng với shop tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu nhá. Một hộp là 10 điếu ngải cứu. Về các bác xài, thứ nhất là xài để mình lấy mùi thơm này. Đấy, cái này khi mà các bác ngửi cái mùi ngải cứu này rất là nhẹ người luôn. Đấy, tốt cho sức khỏe. Mà thứ hai là con này nó có tác dụng đuổi muỗi nhá. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng rất là tốt luôn. Đấy, rồi là ví dụ như là nhà cửa lạnh lẽo, các bác thắp lên cho em một nén như này. Đấy, ấm áp nhà cửa ok luôn. Đó, nó là dạng điếu điếu to này nhá. Nó hiểu là cái điếu xì gà. Đấy thì bên em hay gọi là điếu ngải cứu nhá. Đấy, điếu ngải cứu. Trong này là sẽ có ngải cứu. Cái này về các bác không cần phải bóc gì cả, về chỉ việc là các bác đốt đốt lên sau đó các bác gì thôi. Rồi các bác xài thôi. Thì đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đế như này. Đấy, một hộp này sẽ có kèm một đế nha. Cắm nó vào đây. Đấy, cho các bác để lên nha. Và các bác đốt trực tiếp cái đầu này thì nó có thế nó cháy dần là nó sẽ tỏa mùi hương ra rất là thơm. Đấy, rất nhiều công dụng nhá. Tốt cho sức khỏe này, rồi là xua đuổi muỗi này. Đấy, xua đuổi muỗi côn trùng. Rồi là giúp nhà cửa ấm cúng. Đấy, rất ok luôn. Một hộp là 10 điếu luôn nhá. Giá thì siêu tốt bình dân luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá. 10 điếu. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30k. 30k một cái hộp điếu ngải cứu này. Đấy, cứ lên mã giúp em sẽ là điếu ngải cứu này. Điếu ngải cứu nhá. Đấy, chất liệu là toàn bộ là từ ngải cứu ạ. Ngải cứu từ thiên nhiên nên rất an toàn. 30k một hộp 10 điếu nha. Đấy, đi kèm sẽ có là một cái đế gỗ này để về các bác cắm cái điếu này vào các bác đốt lên coi nhá. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Ngải cứu đuổi muỗi thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ cây ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đuổi muỗi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, thuốc ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Rất nhiều công dụng nhá. Đấy, đem lại sức khỏe này. Rồi là thông thoáng nhà cửa nhá. Thông thoáng nhà cửa rồi là dùng rất nhiều công dụng khác nhau. Đấy, cho một cái không gian trong lành, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của mình ngày cứu dùng rất là tốt cho sức khỏe luôn nhá. Đấy, thì ở đây một hộp là 10 điếu này, giá sẽ là 30.000 một hộp nhá. 30.000 hộp, lên mã cho cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. 30k. Một hộp 10 điếu ngải cứu đi kèm cho bác là một cái đế này nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá.
Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái chai dầu gió của Singapore, hàng mới xuất, tiếp tục hàng về này. Về các bác bôi đau nhức người ngậm này, côn trùng đốt các thứ dùng rất là tốt luôn. Một cái lọ này dung tích của nó sẽ là 24ml, hàng cam kết chuẩn của Singapore luôn, made in Singapore, hàng sách tay nhá. Bản này xuất cho thị trường của Mỹ luôn này con này. Đấy, thị trường của Mỹ luôn, rất là xịn. Đó. Một hộp là 24ml nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra, bóc rồi là test thử các thứ thoải mái cho luôn. Giá bên em đang gửi bác thì một cái lọ dầu gió nha. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 lên mã cho em sẽ là cái lọ dầu gió nhá, lọ dầu gió của Singapore. Đấy, một lọ là 50.000. Một lọ dung tích là 24ml thôi nhá. 24ml, 50k một lọ dầu gió này coi nhá. Tiếp theo thì lại về tiếp tục, đó là cái mã hàng keo dán giày. Đấy, báo giá bác luôn, bán nhanh bác luôn, 20.000 một típ keo dán giày này. 20k một típ này. Lên mã cho em sẽ là cái keo dán chuyên để các bác dán giày, dán dép nó bị rách, bị đứt các thứ rồi. 20k một típ. Đấy, 20k một típ, các bác lấy 3 típ. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 típ nhá. Đấy, 53 tip, còn các bác lấy một tip để là 20k. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Keo dán giày dán cực kỳ chắc luôn. Một tip này sẽ là 60ml. Đấy, 60ml dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác chuyên dùng để dán giày rách, dép rách bị đứt các thứ rồi. Các bác chuyên dùng để dán nhá. Hàng này thì bên em đang bán của nó sẽ là hàng đầu kim. Đây coi nhìn này. Hàng sẽ là cái hàng đầu kim này. Các bác dùng là yên tâm, nó để được lâu. Bình thường là những cái dạng đầu ấy là hay bị, các bác dùng hay bị bịt này. Đấy, nhưng con này nó là dạng đầu kim. Đấy, các bác không mà lo cái đầu nó bị bịt hay nó bị tắc các bác nhá. Nên là các bác cứ dùng cái các bác xỏ vào là nó sẽ thông cái đầu luôn. Đấy, lần sau là các bác có thể dùng được, mà các bác yên tâm là để lâu được nhá. Đấy. Giá em đang gửi bác là một típ là 20.000. Lấy 3 típ sẽ là 50.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là lọ keo dán giày. Đây các bác cùng xem thực tế video này. Đầu vật bị gãy đầy từng vụ vứt đi. Hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đấy là cái lọ keo dán giày. 20k một típ nhá, lấy 3 típ 50.000. Mã hàng mic không dây, báo giá bác luôn 550.000 một cái bộ mic không dây này, bao ship cho bác luôn. Cái bộ mic không dây này thì nó sẽ gồm có hai cái nhá. Đấy, cái này thì em test rồi, nghe hay lắm, hát hay gọi, hát nghe cực kỳ hay luôn. Sản phẩm thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này, đó, đầy đủ phụ kiện, full hộp cho các bác luôn, về các bác xài rất ok nhá. Hàng này thì của Mỹ ạ, thương hiệu đến từ Sure nhá, Sure. Made in USA, cực kỳ ok luôn này. Đây, đấy, thiết kế mic rất chắc chắn nhá. Cực kỳ đẹp, tinh xảo luôn. Sẽ gồm có là hai mic nhá. Đấy, dòng này thì là dòng không dây. Không dây thì về các bác không cần phải dây dạ lằng nhằng, chỉ cần cắm cho em mấy cục kết nối vào, sau đó các bác bật mic là xà thôi, không cần phải dây dạ gì lằng nhằng. Nó tiện cái là không dây. Đấy, thì về các bác lắp cho em cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào là nhìn lên rất ok. Đây, đấy, nó sẽ có hai cái, một cái hai cái hai màu khác nhau nhá. Đây, lắp luôn mà nhìn cho nó đẹp này. Đấy, quá đẹp luôn, lắp vào cái nhìn uy tín ngay. Đó, rất đẹp đấy nhá. Đây, hai mic này. Đi kèm cho bác là pin của nhá, pin. Đấy, thì mic này, mic không dây là xài chắc chắn là phải có pin rồi. Đấy, thì đi kèm cho bác là ba pin của nhá, ba pin. Ba pin thì sẽ có là hai pin cho hai mic, hai pin cho hai mic và một pin cho cái cục kết nối không dây nha. Đấy, thì hướng dẫn các bác luôn này. Thì về các bác sẽ lắp cho em hai pin vào hai cái mic nha. Đấy, tháo ra. Ở đây nó có cái đấy, lắp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Cái này thì nó hơi căng chút, các bác về ấn vào. Đó, rồi. Sau đó là các bác ra bật mic test lên cho em này. Đấy, lên rồi nhá. Lên rồi này. Đó, rất ok, rất là dễ sử dụng thôi. Đó rồi, các bác giữ lì thì sẽ bật, giữ lì sẽ tắt nhá. Đó thì các bác lắp cho cái đuôi này vào. Các bác xài thôi. Đấy, Su Made in USA này. Đấy là các bác lắp xong pin vào mic nhá. Tiếp theo là các bác lắp pin vào cái cục kết nối không dây được chưa? Đấy, lắp pin vào đây. Đây, lắp đúng đầu pin nhá. Đây nó có cái hiển thị này. Đấy, lắp đúng đầu pin vào nhá. Nó sử dụng cái pin là pin 18650. Cái pin này thì rất là hay, là các bác không phải thay thế gì. Các bác chỉ việc là sạc lại và các bác lại dùng thôi. Khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dùng. Đấy, thì đây nó sẽ có nút on off này, bật lên cho em. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái âm ly hoặc là cái bộ thu phát tín hiệu ấy, các bác cắm vào để nó ra âm thanh nhá. Thì đây em sẽ test cho bác coi luôn. Một cái hay nữa,
của cái sản phẩm này là toàn bộ nó dùng cái pin sẽ là cái pin 18650 thôi nhá. Đây, pin 18650 này. Cái pin này thì thị trường nó bán rất là nhiều. Ví dụ như sau này mà nó có hỏng pin thì các bác vẫn có thể thay thế cho em thoải mái luôn nhá. Và nếu mà các bác có nhu cầu muốn mua thêm cái pin này thì bên em đang bán một cái viên pin 18650 này. Bên em đang bán lẻ các bác là 20.000 một viên luôn nhá. 20.000 một viên nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều mua thêm. Còn không thì hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc các bác cắm vào cho em. Đây này, nó có cái cổng sạc DC5V này. Đấy, đi kèm nó sẽ có là cái dây cáp sạc như này nhá. Cái dây cáp sạc này, đấy, các bác cắm vào đây. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây này, đây là cái cục sạc Samsung nha em đang xài này. Đấy, nếu mà các bác có nhu cầu mua cục sạc này để về sạc cho thiết bị các thứ à, hoặc là sạc cho cái mic này thì bên em đang bán cho bác là lẻ một cái cục sạc của Samsung nha. Giá sẽ là đi 30.000 một cục nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cục sạc Samsung. Công suất của nó sẽ là 5V 2A, giá đang gửi bác là 30k một cái cục sạc nha. Đấy, 30.000 một cục nhá. Đấy, nếu các bác nhu cầu mua thêm. Đó thì đây, về thì các bác cắm trực tiếp vào cái cổng USB này. Đấy, sau đó một cái đầu lại các bác cắm vào cái mic là các bác sạc cho cái mic này rồi. Đấy, sạc đầy pin thì các bác lại lôi cho các bác xài. Cái này thế luôn nhá, hai cái đều có cổng sạc luôn. Và cả cái bộ kết nối này cũng có cổng sạc luôn này. Đây này. Toàn bộ đều toàn thiết kế thông minh thôi. Là các bác sạc một lần và dùng được nhiều lần nhá. Và khi mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc, nó như kiểu là điện thoại thông minh bây giờ ấy. Hết pin thì các bác lại lôi ra sạc thôi. Dùng hết pin lại lôi ra sạc có thế thôi. Rất tiện dụng, không cần phải thay tháo nhiều lần. Đó, đây là trên này có nút on off bật tắt này. Đấy, các bác bật tắt vào đây. Ở đây thì giữ lì cho em nhá. Đấy, giữ lì lên và các bác muốn tắt thì các bác giữ lì cho. Có thế thôi, rất là dễ dùng luôn. Và một cái rất là hay là đi kèm nó sẽ có đi kèm cho một cái cổng kết nối như này. Đấy, cái cổng kết nối này để làm gì? Bình thường là các bác về cắm âm ly ấy, là các bác cắm trực tiếp cái này vào âm ly rồi cái bộ thu phát âm thanh nhà mình các bác cắm vào là các bác xài. Còn cái này thì ví dụ như là các bác có một cái loa Bluetooth ấy. Đấy, một cái loa Bluetooth ấy thì các bác cắm vào cho em. Và cái chân này còn lại, các bác xem cái loa Bluetooth nhà mình nó có cái cổng chân 3.5mm này không? Các bác cắm trực tiếp vào cái cổng 3.5mm là các bác xài. Đây ví dụ như em đang có một cái con loa Bomox 3 này. Đấy, nó có cái cổng chân AUX 3.5 này. Đấy thì các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đây em bật loa cho bác coi. Đó. Đấy, sau đó các bác cắm vào cho em. Đó, các bác cắm vào. Sau đó các bác bật on lên nhá, nhá. On lên. Đó thì giờ em sẽ test mic cho bác này. Alo, alo. Đây nhá, đây, về thì các bác có cái một cái loa không dây nhẹ nhàng này. Đây ví dụ đây em đang có một cái loa không dây này. Đấy về các bác là đi kèm nó có một cái cổng kết nối 3.5 này. Các bác cắm trực tiếp vào cái phần tai nghe của cái loa này. Đây ví dụ em là cắm đây nhá. Đấy cắm này. Đấy, nó sẽ nhận nha. Bắt đầu test này. Là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đấy. Rất ok nha. Đấy, có độ vang các thứ đầy đủ luôn. Mic thu rất tốt luôn các bác nhá. Đấy. Các bác nghe thực tế là em đang nói bằng mic luôn. Nghe rất ok luôn. Đấy. Cái này là bằng cái loa Bluetooth các nhá. Về đó các bác cắm vào mic là nghe rất hay luôn. Đấy, về các bác cắm vào cái âm ly thứ nhà mình nhìn nhau hai nữa. Còn đây là loa mà nó đẩy lên nghe rất ok rồi. Bắt rất tốt, rõ ràng luôn. Vâng, xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình của Sốt Tiến Huyền các bạn nhá. Đó, nghe rất ok. Rồi, đây là thực tế về cái sản phẩm mic không dây này. Đấy, cái này thì em đang quay cái cách kết nối là bằng loa không dây Bluetooth này thôi. Còn nếu mà về thì về các bác cứ có âm ly, các bác cứ cắm trực tiếp âm ly mà xài nghe nó vẫn chuẩn hơn các bạn. Cái này thì ví dụ như là mình cần hát di động, cần di chuyển di động thì các bác cắm vào đấy để các bác xài. Vì ví dụ là trong trường hợp là những cái loa bây giờ là thường thường nó không có cái cổng to này thì các bác cắm vào cổng nhỏ thì nó sẽ đi kèm là một cái cổng chuyển đổi này thì về cũng khá là tiện. Đấy, về dùng rất hay luôn. Đó, cắm phịch vào cái. Thế là xong. Ok, rồi các bác nhá. Rồi mà chọn bộ như này đầy đủ phụ kiện. Về là các bác lắp vào là xài. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra test cho em thoải mái luôn. Nói chung là khá là ok đấy. Nghe hay, xịn, chất lượng. Hàng của Sure nhá, Made in USA. Đó, hai mic rồi là pin biếc, bộ kết nối không dây đầy đủ đi kèm luôn. Pin là pin sạc quá nhá, pin là pin sạc, không phải pin sử dụng một lần nên là có yên tâm nhá. Bộ này sẽ có giá là đi 450.000. Đấy, 450.000. À thì lỗ bác là 550.000 nhá, 550.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship bác luôn là một bộ đầy đủ nha. Đây, đấy bộ mic không dây
hai mic với nha, hai mic 550k bao ship tận nhà bác luôn, hàng của Mỹ rất xịn sò ngon lành đó. Rồi qua mã hàng tiếp theo, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã đèn cắm trại này, cái này dùng hay lắm đó. Về các bác đi cắm trại, đi picnic, đi chơi này. Đấy, xa nhà không có điện lưới thì các bác dùng cái này cho em rất ok. Đó, ví dụ như là trong trường hợp mất điện các bác lấy con này cho em xài rất hay luôn đó. Thiết kế rất chắc chắn nhá, nhìn rất là đẹp, vừa decor trang trí vừa làm đèn chiếu sáng rất là xịn sò luôn. Toàn bộ thân đèn nha. Đấy, và có phần móc treo đeo lên đeo lại rất ok, nhìn rất đẹp thẩm mỹ luôn nhá. Công tắc bật tắt đây, nó như kiểu dạng chiếc áp coi. Đấy, đây các bác muốn tăng giảm độ sáng thì các bác điều chỉnh ở cái chiếc áp cho em. Đấy, kèm công tắc luôn, tạch cái là lên này. Đấy, và chiếc áp này tăng giảm độ sáng này luôn, tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá, rất hay. Và đi kèm có một cái cọng dây cáp sạc. Con này sử dụng cái pin 18650 nhá. Pin này thì rất là phổ thông và dễ dàng thay thế rồi. Ví dụ như là có hỏng pin, hết pin thì các bác ví dụ có pin này thì các bác lại lấy cục pin ra thay cục pin khác vào nếu pin này hỏng, hoặc là ví dụ như là pin này hết mà chưa kịp sạc lại thay pin khác mà. Thì bên em đang bán một viên pin 18650 nha. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đang bán bác là 20.000 một viên thôi nhá. Đó, thì đang bán thêm cho bác là một viên này là 20.000 nếu các có nhu cầu mua thêm. Còn sẵn trong này nó có pin sẵn rồi thì hết pin thì các bác lại sạc vào và các bác xài thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bên em đang gửi bác là đi 90.000 một cái, 90.000 một cái. Lên mã cho em sẽ là cái đèn cắm trại, đèn cắm trại giá 90k. Đây, chỗ này là cái cổng cáp sạc này. Đấy, về các bác kết nối cắm cái này vào đây, sau đó là các bác cắm cái chân còn lại vào cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy, nó sử dụng cái nguồn điện là 5V 2A. Về các bác có cái cục sạc điện thoại các bác cắm vào đây là các bác sạc nó rồi, có thế thôi. Sạc sạc đầy thì lôi ra dùng, hết pin thì các bác lại mang vào sạc, có thế thôi. 90.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn cắm trại nhá. Nếu cho mã giúp em là cái đèn cắm trại. Đấy, đèn cắm trại 90k một cái đèn cắm trại nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái môi cơm inox này. Đấy, cái này rất là hay nhá, hàng mới về luôn đấy. Đó. Bình thường là các bác hay thấy những cái môi cơm nó bằng nhựa các bạn, bằng nhựa. Cái này là bằng inox này. Cái này thì em báo giá luôn nhá. Giá bên em đang gửi bác là 50.000 một cái môi cơm inox này. Đấy, bình thường là các bác hay nhìn thấy những cái môi bằng nhựa, nhưng con này nó rất là hay, thiết kế rất hay, nó bằng inox. Đấy, SU-34. Về các bác cứ test 500 cho em thoải mái luôn. Inox thì các bác dùng yên tâm, rất là bền. Thứ nhất là bền, mà thứ hai là nó sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ mà an toàn sức khỏe. Bình thường các bác dùng như môi nhựa là nó phải chuẩn cơ. Thì như chất liệu nhựa nó chuẩn thì các bác ví dụ các bác xúc cơm nữa nó tiếp xúc với nhiệt nóng thì không lo, chứ còn các bác mà dùng những cái môi nhựa mà kiểu dạng vớ vẩn ấy là cái nhựa rất là độc, thì các bác chuyển sang dùng cho em cái môi inox này. Thứ nhất là sạch sẽ, an toàn, ok. Đấy. Giá em đang gửi bác là 50k một cái môi cơm inox nha. Đó, giá thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái nhá. Lên mã em xem cái môi cơm inox nhá. Cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn. Các bác về xài chuyển sang cái hệ inox cho em. Đấy, hàng bên em mới về nên ôm lô số lượng hữu hạn đâu nhá, không có nhiều đâu. Đấy, về bán thử với bác này. Về các bác xài thử dùng rất ok luôn. 50.000 một cái này, dùng bền, an toàn sức khỏe mà chất lượng nhá. SU-34, nhận hàng cứ kiểm tra test 500 cho em thoải mái luôn, sạch sẽ ok. Sau đó tiếp theo thì hôm nay bên shop về được cái lô chảo tổ ong này, rất là xịn luôn. Đấy, lô chảo tổ ong nhá, cực kỳ ok này. Đấy, về các bác xào nấu rán riêu đây cho em thoải mái luôn. Đường kính chảo này sẽ là 28cm, em báo giá luôn 120.000 một cái cây chảo tổ ong nha. Đấy, chỉ 120.000 một cây thôi. Về dùng rất là xịn sò ngon này, tay cầm này, đấy chắc chắn ok luôn. Đây, còn đây là phần lòng chảo này. Đấy, lòng chảo 28T khá thoải mái, về các bác sán dán xào nấu đây cho em thoải mái luôn. Đây, toàn bộ là vân nó thiết kế dạng vân tổ ong nhá. Về các bác xài. Đấy thì cái này xài nếu mà các bác muốn dán thì các bác phải cho già dầu lên. Đấy thì dán là nó mới ok được, vì cái chất chảo của cái dạng tổ ong mà nó là nguyên lý hoạt động của nó như thế, các bác phải cho già dầu thật nóng dầu lên. Đấy thì dán thì nó mới đỡ dính luôn nhá, nó không dính các bạn. Còn khi mà các bác để dầu yếu, lửa yếu ấy, là dán nó rất là dễ dính các bác nhá. Cái đặc nguyên lý động của chảo tổ ong là nó là như thế nhá, chứ nhiều khi về các bác không biết xài, không biết dùng, các bác bảo là chảo này nó không chống dính cái thứ rồi nên rất là khó. Đấy, còn về các bác xào nấu thì em thoải mái luôn con này. Nói chung là về khá là bền, dùng con này thì cực kỳ bền rồi, chắc chắn chất lượng. Mà giá nó bình dân, nó chỉ 120.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ cái cây chảo tổ ong nhá, 120.000. Đường kính của nó khá là to, 28cm. Về các bác dán xào nấu vào đây cho em thoải mái luôn. Đấy, 120k một cái nhá, chảo tổ ong. Tiếp theo, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ vào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái
hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước, thứ ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomao Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polykia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay. Rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9cm rưỡi, gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng là 10cm. Chiều cao này,
chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm, đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn, đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện, hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này, đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng, đấy, nó còn chế độ sáng rộng này, thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng, thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này, đấy, dùng để ăn cơm, rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em, nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá, đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn, đó, em sẽ lấy để và quay cho các bác xem luôn, đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này. Đấy các bác để này, các bác đá lên trần hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây, có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy. Thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn, nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo, rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này, nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn bằng cái một cái đèn này thôi, có nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bạn nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bạn nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bạn nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, rồi soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo các là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này, bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá, đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này, đấy em sẽ bật bên này chưa, đó bật bên này, đấy bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À con này đây, em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên. Đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây, sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy, các bạn nhìn này. Đây. Các bạn nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bạn nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này.
Đấy, đây, bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tắt cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các anh nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu, đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.